em thì sẽ không thấy bên cạnh em. Một ngày hôn thật khi em lắng mơ khi em buồn. Hello Võ Sương. Hai mấy chạy xem like chia sẻ bài em ấy nha. Không được, không được à. Mới quen tới nhà luôn á. Vừa cập bến luôn á. Quần này bắt bắt cho chị thì ấy nó cũng còn như đó hả? Quần quần ấy á. Bắt đâu? Chị bắt đâu không? Hôm qua bắt cái chị gì đó đâu không? Còn quần u mì 55k bao nhiêu một cái? Chị quần u mì 55k bao nhiêu một cái hả em? Ờ sao chị không thấy đơn như bí như mai luôn ta? Còn ba lô đen nha Thảo ơi. Mới về nhạc thì luôn. Hello Thao Phùng Thị, hello Chính Trần nha. Mới nhận hai đôi về đẹp lắm, cảm ơn chị, cảm ơn Vi Thảo nha. À, u mì Becky là 89 ngàn một quần hả em? Em đơn chị sao chưa có? Đơn chị Hương. À chị Hương chưa đi mà, chị Hương chưa đi chị ơi, chưa đi đơn chị hôm qua em thấy chị mua đồ nữa. Chưa đi, chị lên cái địa chỉ của chị luôn đi chị Hương. Chị Hương lên địa chỉ của chị luôn đi, đơn của chị chưa đi. U mì Becky là 89 ngàn một quần á, cho chị xem cái quần u mì Becky đi. Ở đây không hậu không có em. À này giống có đây họ trong bé. Hello Tường Chay. Ok hai canh nước giặt cho em Hường nè. Đầm thương nước mặt bán vui đầu la 79.000 chị là chốt lên đơn. Một ba lô đen một tẩy tới bà chết Trần Thảo. Bắt luôn em ba lô đen. Xem like chia sẻ bài giúp Hương nha mấy chị. Đầm thương đang mặc phôm chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu, eo tầm 72 là được nha mấy chị. Eo 72 là được. Rồi bán vui đầu la 79.000 ai chốt lên đơn. Là vì em hạnh phúc khi thấy anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khi nắm mắt môi khi em buồn. Em vẫn còn ba lô đen, ba lô trắng nha mấy chị. Em sẽ lên 1000 đồng like nè. Chị là mua lên đơn nha. Nè. Đó, đẹp không, đẹp không? À, chỗ bí bông đó em hả? Chị Hương là chỗ bí bông là ở dưới thằng Chánh hả? Em còn ba lô trắng, ba lô đen nha. Rồi đây nè, u mì Becky nè. U mì Becky 89 nha một quần nè. Chị này chốt lên đơn u mì Becky nha. U mì Becky nè mấy chị, 89 nha một quần nè. Ai chốt lên đơn? Bỏ đồ này nha, đưa đồ này. Đầm thương đang mặc em xe đầu la 79.000 chị là chốt lên đơn nha. Đầm đang mặc 79 eo 72 quay đầu. Còn kem body nha em. Còn body còn kích trắng luôn nha mấy chị. Vẫn còn body còn kích trắng chị là chốt lên đơn nha. Quên cầm body vô để trên này chứ. Còn body kích trắng vẫn còn. Rồi áo dây. À, thím set áo dài tê với quần đùi bữa thím còn. Set áo nữa, set áo chị đưa bạn bè cho nó chọn em. Còn u mì ống ôm luôn em. Ống mì ống ôm chị sẽ 79.000. U mì ống ôm là u mì viền á không? U mì ống ôm là u mì viền á không? Còn nha. Lấy em hai cái địa chỉ cửa hàng vật liệu xây dựng. Ok em yêu. Ok Thanh Nhàn. Hello Thanh Ngọc Lê. Rồi áo dây 19.000. Lên em áo dây 19k. À u mì trơn chị hết. À u mì trơn còn. U mì trơn còn chị xeo 9.000 hay sao á. U mì trơn có cái bản khuy á không? U mì trơn có bản khuy em nhớ không? U mì trơn liễn trơn liên có cái bản khuy vậy nè. Kia nè treo nóng vậy nè. Nóng trên đó. Ừ ừ. À, rồi 19k lên đơn nhà em áo dây 19k. Là em chốt u mì viền hả? Là em chốt u mì viền hay u mì Becky? Body 135.000. Body kích trắng 135 nha em. Body kích trắng 135. U mì ống ôm. U mì ống ôm là u mì viền đó hả? À, bí ấy chốt cái gì vậy em he?
Em đang không, cái gì đây không có rồi. Cái gì hồi nãy không, không có mà cũng ôm như sao. Đó, cái quần đùi rồi để cho chị la nó. Cái quần kia để lại chị mặc, quần phòng lên. Đưa đi nhỉ. Áo 19 cho Thanh Ngọc Lê. Còn trang vé công sở dài em cái Thanh Nhàn Vy U Mì ống ôm. U Mì ống ôm làm lấy U Mì viền hay là U Mì bét gây? Có cái U Mì viền này trong ra không em? Xếp đó 149.000. U Mì viền, U Mì viền. Em còn mấy con ngố U Mì này mấy chị, đẹp lắm. Em siêu đã xé chục nè. Cái ngố U Mì này loại 1 luôn giùm em nha mấy chị. 60.000. Cái ngố này là U Mì loại 1. Bây giờ em còn form cỡ tầm 40 tới cỡ tầm 52kg nha mấy chị. U Mì viền dài em. Rồi chốt cho em mã ôm U Mì. Xếp thêm mặt còn mấy mèo đây nè. Cái set 149 mà em mặc các mấy chị. Hello Trúc Đào. À, ok Nhân Thành, một hũ body không lấy kích trắng. Ok em. Cái set thương mặt còn mấy mèo này mấy chị. Mèo xanh đậm nè, 149.000 nha. Set thêm mặt đây. Còn mèo xanh này mấy chị, 149.000. Set này đẹp lắm. Quần nó là dây kéo 50 bảng, 50 thun nha mấy chị. Quần nè. Đó, set này em còn mèo xanh đậm nè. Đây quần U Mì viền đây nha em. Hồi nãy là U Mì bét ghi, còn này là U Mì viền. Em lấy U Mì viền hay là U Mì bét ghi đều là ống ôm hết. Nhưng mà đây là ôm từ trên xuống, còn bét ghi thì nó sẽ phòng ngang chỗ cái đùi của mình một xíu. Đây là U Mì viền. U Mì viền em xả 79.000 nha mấy chị. U Mì viền em còn đủ size, xả 79 SML XL. Nào, rồi cái set này 149.000. Em còn mèo xanh đậm nè, còn mèo vàng bò. Rồi còn mèo vàng bò mà ai hỏi chốt cũng kêu hết hết trơn á. Cái hình em đăng ai hỏi chốt em cũng kêu hết. Ai ngờ còn xếp mấy chị ơi. Rồi ai chốt mèo vàng bò lên em vàng bò. Rồi có mèo da nữa nè. Mèo nu với lại mèo vàng. Xếp này đẹp lắm mấy chị. Có mèo nu nữa nè, với có mèo vàng nữa nè. Ô mèo bét ghi. Lao mèo bét ghi. Đây. Với lại còn cái xếp mèo vàng nữa nha mấy chị. Xếp có mèo vàng thiệt đẹp nữa nè. Đó, ai chốt set 149 lên đơn nha. Rồi em còn một con áo trắng ở đâu lĩa tỉ em xả luôn này cho mấy chị nè. Rồi áo trắng 20 luôn. Sơ mi trắng 20 luôn mấy chị. Sơ mi trắng 20. Ok chị Thanh Nhàn, em chốt rồi. Sơ mi trắng 20 nha mấy chị. Ai chốt sơ mi trắng 20. Cái con đầm thương mặt đẹp lắm mấy chị. Đầm thương mặt nè. Hàng 139.000 của em á. Xe vui đầu lai 79 nha. Em cửa tầm 52kg quay đầu chị là chốt lên đơn. Đầm hoa 79. Ai chốt đầm em đang mặc 79 lên đơn nha. Rồi đây. Em còn một cái con thun già tê siêu đẹp cho nam nha. Mấy chị mua về cho chồng đi làm luôn, 29.000 luôn. Chốt cho em mã áo nam 29 size xéo lem ký quay đầu. Áo nam 29. Áo nam 29. Hết kéo nhặt rồi mấy chị. Em hết kéo nhặt rồi. Áo nam 29 nha. Rồi con đầm này dễ thương vô mấy chị. Rồi xe luôn mấy chị, 79.000 luôn. Đầm body chắc U Mì xịn đét luôn. Có mút ngọt rồi luôn nha mấy chị. Cái đầm body là ba đẹp nè mấy chị. Xe luôn 79 nha. Ai chốt đầm body lên em mã đầm body. Đầm body là phôn cỡ tầm 55kg quay đầu nha mấy chị. Đầm body. Con trắng này siêu đẹp nè. Con áo này nè, áo thái đẹp lắm. Đây. Bao đẹp luôn mấy chị. Tay nó là dơi nhẹ, cái phôn áo này đang hot lắm nè. Rồi chốt em mã chữ 40. Mã chữ 40 nha mấy chị. Mã chữ 40. Con này là thun thái xịn sò luôn. Lên em mã chữ 40. Chữ 40. Lên em mã chữ 40. Rồi còn một con áo kiểu, kiểu hồng nha mấy chị. Kiểu hồng 30 luôn. Tay nè, dễ thương không. Kiểu hồng 30, đem 2kg quay đầu. Lên em mã kiểu hồng 30. Kiểu hồng 30. Kiểu hồng 30. Rồi em còn một bộ dài. Bộ dài đẹp ghê, sale luôn 50. Bộ dài đen đẹp lắm mấy chị. Đầm body kèm giá lên khoa đàn ơi. Chào ơi, em vừa mới nói xem mà bây giờ mà hỏi em để em la giá bao nhiêu giờ em không nhớ luôn á. Chứ đừng có nói tới ngày mai mấy chị. Rồi bộ đen kiểu hồng 30 cho Thanh Ngọc Lê. Chữ 40 cho chị Hà Phượng. Chị khoa đàn ơi, chị lên cái số quên, lên cái số tiền giùm em cái. Đen 50 Thanh Ngọc Lê. Khoa đạn ơi, khoa đạn ơi. Khoa đạn lên cái đầm mà. À, cái đầm body này là sale 9.000, bẻ 9.000 đúng không? Dạ đúng rồi, 9.000. Kèm giá là mấy chị yêu ơn, kèm giá là em thương nha. Body 79 nha, khoa đạn kia giá 79. Em còn một con đầm vàng này mấy chị. Siêu dễ thương luôn, đầm dây vàng nha. Con này mà em mặc vừa là em quất rồi, em không bán đâu mấy chị.
mặc thêm cái móc nhẹ nữa bao đẹp luôn. Rồi 50 luôn mấy chị. Rồi body vàng phôn cỡ tầm 52 quay đầu nha mấy chị. Tầm vàng 50 luôn. Tầm vàng 50. Rồi bộ này. Bộ lụa. Bộ lụa phôn cỡ tầm 52 kg quay đầu. Bộ đen 50 em hết mấy chị. Bộ lụa 30 luôn mấy chị. Bộ lụa 30. Bộ lụa 30. Một cái quần ống lê cho bé siêu tạo nè. Hai lem 30 kg lên đơn 10k luôn. Quần ống lê cho bé nè mấy chị, trong cái lô shop trọng nhân nó còn lại. Rồi quần ống lê cho bé 10.000 luôn. Quần ống lê bé 10.000. Ống lê bé 10.000. Rồi em còn cái này. Đẹp chưa? Ba xinh luôn mấy chị. Cái quần này là dạng quần ống rộng mấy chị à. Ống rộng mình mặc nhà 20 luôn. Ống rộng 20. Ống rộng 20. Thiếu một cái quần ô mì dài viền nữa. Nhận có hai quần ô mì thôi. Ủa chị chốt cái ô mì dài đó, em thấy là chị ghi là một dài một dài một đùi mà. Chị ghi một dài một đùi rồi phải không chị? Rồi ba lỗ hồng 30 nha mấy chị. Ba lỗ hồng 30 luôn. Ba lỗ hồng 30. Cái áo đen của team hàng Zara này mấy chị sẽ luôn 20. Sẽ lên ký quay đầu nha. Bé 10k Phạm Thúy. Rồi cái này hàng Zara này mấy chị, áo cổ tim sẽ luôn đại 20, đem 20. Rồi quần, quần này là riêng không giãn nha mấy chị, eo cỡ tầm 70 quay đầu thôi. Có quần riêng này nè. Quần 20. Quần 20 là quần ống rộng hay sao? Chị Thánh Nguyễn. Rồi có quần bé, siêu dễ quên cái quần bé. Áo đen 20 thanh ngọc lê. Rồi cái này là cái quần riêng không giãn lưng siêu cao giùm em, eo cỡ tầm 70 đổ lại nha mấy chị. Hồng 30 là cái gì vậy em ha? Hồng 30 là cái áo đây. Hồng 30 cho Mỹ Phượng. Rồi cái quần riêng 30 luôn mấy chị. Quần riêng 30, eo 70 đổ lại thôi nha. Quần riêng 30. Rồi còn một con áo dây cam foam cờ laptop 30 luôn mấy chị. Dây cam foam cờ laptop nha. Dây cam 30. Dây cam 30. Rồi bộ. Bộ hồng 4 lem. Bộ hồng 4 lem. Lên em bộ hồng 4 lem. Bộ hồng 4 lem, đẹp chưa? Rồi ai chốt bộ hồng 4 lem lên đơn em bộ hồng 4 lem. Áo của team 20 em hết ạ. Bộ hồng 4 lem. Quần này 79 nha, em còn mấy con này mấy chị. Quần này là siêu đỉnh luôn á. Mặc sướng lắm. Quần này nè. Đấy. Quần này em nói mấy chị mặc cực sướng luôn, mặc cực nhẹ. Bữa nay chị này nhận được cái quần này rồi biết nè. Mặc cực sướng cực nhẹ luôn nha mấy chị. Quần này 79 nha, em còn mèo nâu, mèo bò. Lên em mã lưng thun. Lưng thun kèm mèo nha mấy chị. Mèo nâu mèo bò này, lưng thun kèm mèo. Rồi, em còn một con sơ mi, chắc là rớt bên kia nào kìa. Một con sơ mi phun rộng là con này hồi em like 99.000 đó mấy chị, còn đúng một con em siêu đại bẻ chọc luôn. Áo này sơ mi phun rộng nha. Sơ mi rộng đẹp lắm nè mấy chị, mặc kiểu khóp, mặc gài mấy chị nịt ruột cũng bao đẹp luôn, em siêu luôn 70 cho hết luôn. Còn đúng một con đó nha. Còn đúng một con. Rồi quần nhung mèo trắng còn mấy con em, mèo trắng coi còn xả cho hết cái lô này luôn. Rồi mèo trắng, quần này 89.000 quần nhung nè. Rồi sale luôn mấy chị 75. Mèo trắng em sale 75 nè. Mèo trắng còn size gì? Size S với size L chị. Mèo trắng em còn size S và size L 75.000 quần nhung nha mấy chị. Em đang like 89 á. Mèo trắng em sale 75 luôn, còn size S và size L. Có hai quần đùi ô mì thôi, thiếu có quần dài hả? Ủa dài hả? Dạ chị mua cái gì đây, đơn này em bỏ vô cho chị. Rồi ai chốt cái quần trắng lên em, quần trắng em còn size S và size L nha mấy chị. Kênh đầm hoa thiệt đẹp giùm, không ai chốt, xe 79.000 mà không ai chốt. Size XL là quần trắng với chị Sơn A Lê hay gì vậy? Lưng thun bò cái lưng thun bò size XL, cái đó L cũng được mấy XL cũng được. Lưng thun bò. Cá sơ mi này đẹp lắm mấy chị. Sơ mi này do em không mặc lên đó nha. Mặc lên khó á, mẫu em đó mặc á. Đẹp lắm. Này để em đăng hình để em sale cũng được. Vô. Bỏ cái ri áo thun ngồi xuống nha. Áo thun ấy nè. Rồi em còn một con thun này. Em lên lại quần dài chị xem thử. Rồi ok chị. Áo này mấy chị 59.000 mèo xanh lá nha. Cái logo rip mà bữa em like những còn á. Rồi xanh lá nó là dáng cờ laptop nha mấy chị. Foam cờ laptop giùm em nha. Ai chốt xanh lá lên em mã xanh lá nha. Ai chốt xanh lá lên em mã xanh lá. Xanh lá đem 19.000. Xanh lá đem 9.
Rồi con áo cam, áo thun cam 59.000 nha mấy chị. Thun cam 59, lên đây mã thun cam 59. Để thun cam 59. Rồi áo hồng cổ vuông siêu đẹp rồi mấy chị. Ai chốt hồng cổ vuông 59 là đơn em mã hồng cổ vuông 59 nha. Chờ chị xíu đi em ơi. Hồng cổ vuông 59 nha mấy chị. Hồng cổ vuông 59 nha. Hồng cổ vuông 59. Rồi con trắng trơn. Trắng trơn mà siêu đẹp luôn nè mấy chị. Trắng trơn 59 giùm em nha. Trắng trơn 59. Rồi hồng, hồng đậm 59. Phôm bình thường nè mấy chị. Hồng đậm 59. Mấy phôm áo này mặc đẹp lắm nha. Mấy phôm áo này mặc đẹp lắm. Đưa cái quần trắng nha. Cái quần trắng Nhung ơi chị mặc mẫu. Quần trắng Nhung. Mắt nẻ này sẽ ép á. Với lại có một cái áo mã nào mà cái cổ, cái cổ tiên đúng không ta? Cổ này đúng không? Cổ vuông hả? Được. Kép vậy nha. Đầm hoa em đang mặc, em sale có 79.000 á chị xéo Lê ơi, chị vừa chị chốt đi em nói thiệt á. Cái đầm hoa em sale có 79.000 bạc, 100 mấy ngàn của em á. Sale có 79.000 đó, lên đơn đi. Eo cửa tầm 72 đó lại là chị mặc được á. Còn gì nấu hơn nữa không? Trắng cam này nó nấu nhất đâu ạ. Nè em đưa chị xe S không đi. Dạ. Trắng cam là nấu nhất rồi ạ. Cái áo của cam này đẹp ghê mấy chị. Áo này em còn đủ mèo nè. Áo này em còn đủ mèo. Ủa, cái bấm khuy của chị nó mất rồi ta. Là cái bấm khuy rồi hả? Quần nhung trắng thương mặt này nha mấy chị. Nhung trắng thương mặt đẹp chưa? Rồi quần nhung trắng nè. Em còn máy coi em xe 75.000. Em còn size S với size L. Áo thương mặt 59.000. Đẹp giả man không? Em có nhiều mèo nha. Đưa cái bảng mèo áo chị đang mặc. Áo em đang mặc là form bình thường, không phải ngắn nha mấy chị. Áo em đang mặc là chốt em mã là cam cổ vuông. Cam cổ vuông. Mẫu này em có xanh cổ vuông nữa nè mấy chị. 59.000 một con nha. Cái này đẹp lắm. Cam cổ vuông rồi xanh cổ vuông nè. Rồi hồng cổ vuông nè. Hồng cổ vuông 59.000 một con nha mấy chị. Áo mặc xếp 12kg bao vừa nhưng mà dáng ôm nha Kim Miu ơi. Cái này là bô rip dáng ôm, co giãn thoải mái nha mấy chị. Rồi em có cam 2 nha. Cam 2, cam em đang mặc sáng hơn. Này là cam 2. Rồi áo này em còn máy mèo nè. Trắng em còn lờ chị học hình ơi. Chị chốt ơi, quần em đang mặc còn. Xem áo thun phía sale bao nhiêu một cái hả? Áo thun phía sale hả em? Áo thun phía sale là hàng Trung cổ tim đúng không? Ờ rồi em biết rồi. À, cho chống nắng cho chị Trần Luận nè. Em còn trắng size L hả chị? Học hình ơi chị chốt trắng L 75.000 giùm em nha. Rồi đây em còn cam 2. Cam em đang mặc. Rồi mèo hồng với mèo xanh nha mấy chị. Áo thương mặt nè, bao đẹp luôn. Hàng thun bô rip bao đẹp, 59.000 một con. Rồi ai chốt lên đơn cái áo thương đang mặc đủ mèo nha. Rồi đây. Đẹp chưa? Đây mấy chị. Quần hồi nãy chị ái siêu đưa xem lại nè. Đó. Đây là chốt em mã thun. Mã thun còn mèo đen không em? Mã thun còn đen không? Quần này nó là quần lên tem. Chắc mê lắm mấy chị. Mát rã lắm. Mặc cái quần này mà mê ống suông nữa là y kiểu luôn mấy chị. Quần này mà mê ống suông là y kiểu. Rồi mã thun nha. Thun em còn mèo nâu với mèo bò. Thun còn mèo nâu với mèo bò. Eo tấm mưng mặc cái eo tấm mưng là mặc cái quần size XL. Quần em đang sale là mèo trắng là 75.000. Có mèo nào còn mèo còn size L nè. Quần nhung chị em mặc á. Eo tấm mưng là mặc XL nha chị. Eo tấm mưng là mặc XL. Áo thương mặc đẹp lắm mấy chị. Áo mặc rất là xinh luôn nè. Rồi ai chốt lên đơn nghe. Còn mẹ cũ chị. Quần chị đang mặc hết hả? Dạ. Quần em mặc hết L rồi chị. Còn cái mèo trắng không à. Quần này em có cái bản lưng này nữa nè. Ủa cái mèo xanh đây hôm qua không có đủ với chị Yên Hà mà sao còn để lại. Áo cam 2 cho Xuân La Lê. Chuyển khoản được không? Được chứ. Chờ chị xíu chị xuống cho tính tiền cho. Cam 2 là cái áo đây. Cam 2 cho chị Xuân La Lê. Rồi quần này lên đơn giùm em nha. Quần này chốt cho em là bản chữ. Còn cái này là bản thun nha mấy chị. Bản chữ còn mèo gì em? Bản chữ còn mèo đen nhiều đúng không? Dạ. Bản chữ em còn mèo xanh với mèo đen. Chu cái áo đang mặc này mấy chị 59.000 đẹp không? Lấy chị quần lên tem đó đi. Chị ra lấy.
Rồi ok chị, chúc có chị ra lấy. Quần lên tem lên thun con. Lên thun em còn bò dưới đen nữa mấy chị. Đưa đưa chị mèo đen nữa. Lên thun em còn bò và đen nữa nha, 79 ngàn. Bỏ thêm cái quần chị mặc vé. Bỏ thêm em cái quần mặc vé nha chị. Quần mặc vé em lấy mèo dày giọt nước mắt thôi. Quần mặc vé em lấy mèo dày em yêu. Quần mặc vé em lấy mèo dày. Rồi quần này em có mèo đen nữa nè mấy chị. 79 ngàn một quần giùm em nha. 79 ngàn. Ờ đưa lại cái lô trong váy chị. Chị lên lại cái lô trong váy chứ. Mèo đen, quần mặc vé mèo đen cho giọt nước mắt em. Quần mặc váy bữa chắc ở đâu. Rồi áo này em còn 3 mèo nha. Cam em đang mặc hồng và xanh. Cam em đang mặc hồng và xanh này. Cam đang mặc hồng và xanh. Rồi cái quần ôm này em sale luôn mấy chị 20 ngàn. Quần này thiệt em ưng ưng bán vui mấy chị nha. Còn 1-2 con em không tính toán gì. Chứ không phải bán đồ tào lao nha mấy chị đâu nha mấy chị. Rồi 20. Em xem lại quần mèo bò. Quần mèo bò lưng thun hay là lưng bản em. Quần mèo bò lưng thun hay lưng bản. Đây là lưng thun nè. Cái lưng bản mèo bò nữa. Có lưng thun mèo bò nữa nha. Lưng thun còn mèo bò đúng không em. Lưng thun còn mèo bò theo lưng em đó. Đây. Ai chốt lên đơn nha. Đây là 79 ngàn. Quần mã chữ chị lấy mèo nào chị Xuân La Lê ơi. Mã chữ chị Xuân La Lê lấy mèo nào chị. Rồi ai chốt lên đơn nha. Lưng thun là em còn mèo bò, mèo nâu. Mã chữ là em còn mèo đen, mèo bò, mèo xanh. Quần 20 cho chị Tiên Tiên Thanh. Em đang hỏi gì? Chị Giang Trà mèo quần lên tên chị lấy mèo nào? À, chị chưa nói mèo. Trong nhớ đơn Kim Liên Nguyễn Thị. Trong nhớ ai tụi em ghi chú lại một lần luôn nha. Khoảng 100 lần theo. Quần chữ chị Xuân La Lê lấy mèo nào chị ơi? Xuân La Lê lấy quần chữ mèo nào? Xuân La Lê lấy quần chữ mèo nào chị? Rồi em còn hai bộ này em sale luôn mấy chị, sale 9 ngàn. Quần 20. Quần 20 là quần nào ta? Nếu quần đang xẹp thì hết mất rồi chị Khánh ơi. Bộ này là bộ nhà mạc Wing nè mấy chị. Lụa mango đẹp lắm, mèo đen. Chị Xuân La Lê L. Quần bảng chữ L. Rồi ai chốt cái bộ này em sale luôn, sale 9 nè. Cái bộ tử thư em nói mấy chị là siêu đỉnh nha. Cái bộ này nó là bộ lụa mango cao cấp luôn á mấy chị. Nè sale luôn mấy chị, sale 9 ngàn nè. Thiệt sự luôn, bộ đùi nha mấy chị. Bộ đùi giùm em nha. Rồi sale luôn sale 9, chốt em bộ chữ hồng. Đẹp lắm, bộ này mấy chị nhận về mặc là bao mê luôn. Cái giải nó mát lắm luôn á mấy chị. Bộ sale 9, quần chữ đó bao nhiêu ký vừa thương, bự lắm chị. Quần chữ đó bao nhiêu ký cũng vừa chị, mặc vô tư luôn nha. Rồi bộ chữ hồng, em còn hai bộ chữ hồng với hai bộ đen nữa là hết cái lô này luôn. Em sale luôn sale 9 ngàn. Rồi ai chốt bộ đen với bộ chữ hồng. Chữ hồng sale 9 cho Thanh Ngọc Lê. Bộ này mặc Wing, người ta bán toàn trăm mấy không á. Bộ này dài, chắc này dài, em đang like 1.5 nè. Chữ hồng cho Thanh Ngọc Lê. Rồi em còn một bộ đen gấu nha mấy chị. Còn một bộ đen hồng sale 9 cho em Cẩm Nhung. Cẩm Nhung, em còn một bộ đen sale 9 nữa mấy chị. Em còn một bộ đen sale 9 nữa là em hết nha. Rồi quần Thương đang mặc còn cái này em sale luôn mấy chị. Hôm bữa em đang like 89 á. Còn hai quần em sale mấy chị 79 luôn nha. Size S. Chị này mặc vừa size S lên đơn nha mấy chị. Chị này mặc vừa size S lên đơn. Quần nó còn size gì nữa em? Size S chị. Rồi em còn hai mèo nâu. Chị này mặc size S eo 70 đổ lại lên đơn. Quần Thương đang mặc trong người nè. Quần Thương đang mặc á. Chị lấy quần nâu bản lưng thun. Mèo nâu em, mèo nâu. Mèo nâu lưng thun còn có một quần là bỏ cho chị luôn. Chị hai cái. Chữ đen cho em Thanh Ngọc Lê là hết. Còn một bộ đen nữa nha mấy chị. Ok chị Văn Trần có đơn. Chị Kiều Trần hai quần đi, chị Kiều Trần này. Hai quần hai mèo đi, mèo đen với mèo nâu vậy. Rồi quần này em sale luôn mấy chị 79 nha mấy chị. Em còn mèo nâu size S với lại mèo bò size S này. Em còn mèo nâu với mèo bò. Quần này mặc đẹp lắm, Thương đang mặc trên người luôn nè. Em còn một nâu một bò size S nữa là hết nha. Còn chăn váy em. Còn chăn váy một nâu một bò size S nữa là hết nha. Bộ đen bỏ cho Thanh Ngọc Lê. Thanh Ngọc Lê nào? Chị là lấy thêm luôn ấy. Rồi ok em. Bộ đen lấy thêm luôn. Rồi chăn váy thêm 19 ngàn đẹp như mơ nè mấy chị. Chăn váy thêm 9 ngàn đẹp như mơ. Áo cổ vuông mèo hồng cho Trần Tiến. Áo cổ vuông em đang mặc đẹp quá luôn rồi mấy chị. Nó thật sự. Áo cổ vuông Thương mặc rất là đẹp luôn nè. Chị còn Trần lấy size XL không chị? Áo của quần Thương mặc này mấy chị. Còn hai con size S.
nhiều khi mấy chị ưng mà giờ chốt không được phải do xe ép á, hàng quá sai khổ vậy. Rồi mã này 081 59.000 có quần trong chống nắng gửi trong quần thiếu rồi. Ok chị Trần Luận, quần chị đang mặc size S á, Trúc Ly Nguyễn ơi, chị còn quần này chị còn S với L, chị xả quần này chị xả siêu chín hả, quần này chị xả bể lem, quần này xả bể lem, trắng với L chị xả bể lem, rồi trắng trắng bể lem chị học hình size L em, trắng L bể lem ngàn, còn mèo nâu là mẹ em siêu 79. À chị Kiều Trần không lấy đen hả, chút có chị ra lấy luôn phải không, để mẹ để riêng chút là đổi cho chị cũng được em. Cái đó em ghi giá cho em biết, ghi giá đi em, bể lên mai hỏi chị không nhớ, bể lên rồi cua của chị mấy chị nhớ kèm giá giùm Thương nhé nha. Chị tạo cái bò bể chín, bò bể chín rồi. Ok em Thanh Sang, còn mèo đó chị yên ra đó, sao nhìn chị dữ vậy em, để em kêu nhớ chị kêu bể lên xem chị kêu bể chín không, có quần là bể chín, có quần trắng bể lên em ghi đúng rồi á. Rồi, chờ chờ xíu em đưa liền chạy. Ok, em tiệc cưới nhắc nhắc có đơn nâu với bò size S bể lem 79 chứ. Cho em tiệc cưới nhắc nhắc. Chạy em mới nhận hàng nhưng có đem bị khăn thôi. Chạy đơn khẩu trang là 75.000 chạy. Chạy em mới nhận hàng nhưng có đem bị khăn thôi. Đem bị khăn thôi chạy. Để chút xuống nha, em nhắn sao chị chưa hiểu, chút đi xuống thì kiểm tra lại cho Tón Trương ơi. S là chặt hả? Nước giặt xéo lem đúng rồi. Quần đang mặc nem bể ký là XL mà em hết size mất rồi chị yêu ơi. Em còn mẫu nhung nhung kia, em đưa cái mẫu nhung cũ cho chị. Lấy cho chị. Nên hết mất rồi chị quay tiếng kim ơi, còn dịp nữ với em trang hình. Rồi chân váy 59.000 nó tự tự giống cái chân váy quốc dân mà Thương hay like mà mấy hôm cứ kêu chân váy quốc dân nó mới vậy. Cái này là cái phụ kiện đi kèm không phải mê, nó đính nè bằng đinh nè, mấy chị thích thì lấy ra, không thích thì thâu nha, tùy ý mấy chị nha. Đó là phụ kiện đi kèm á. Rồi 59.000 mã chốt đơn là mã 081. 081 em còn SML XL luôn mấy chị. 081 em còn SML XL. Quần 48kg nha Thương. Ok chị, quần dài 48kg là ôm mì dài. Em ghi chữ là ôm mì dài 48kg. Để lộn. Rồi chân váy mã chốt đơn là mã 081 nha mấy chị. 081. Ai chốt đơn mã này lên em mã 081 kèm size nha. 081 kèm size. 081 kèm size. Nên 19.000 một chân váy nha mấy chị. 081 kèm size. Nên 19.000 một cái chân váy. Rồi con đầm hoa này siêu đỉnh và siêu đẹp luôn nè. Em sale luôn mấy chị 79.000 cho vui nha mấy chị. Con này em còn size XL. Chị này mặc vừa XL chốt cái đầm hoa này mặc mấy chị đẹp lắm. Cái độ dài vừa phải nè. Đầm hoa này siêu đẹp. Chị này mặc XL lên liền cái con đầm hoa này. Đầm hoa này em la 139 rồi mấy chị. Còn mấy con đầm hoa em sale luôn nè. Đẹp lắm nè. Rồi đầm hoa 79 size XL giùm em nha. Size XL chị này mặc vừa XL lên đơn. Đầm hoa 79. Vậy là mặc vừa size XL lên đơn nha mấy chị. Rồi em còn một cái con yếm này. Chị là có con nhỏ đưa em 20.000 về phối với áo cho bé nó mặc. Dễ thương quá. Cái yếm cho bé mấy chị nè, dễ thương không? Quá dễ thương. Xe luôn 20. Chị Khánh nè, mua cho con bí mặc tậu lắm á. Quần sọt còn đem bẻ ký. Quần sọt nhung xe cũ còn em, mã cũ. Đây sọt nhung mã này nè. Mã này là có tặng kèm cái này luôn nha. Em xả luôn cho mấy chị nha. Quần này là hôm bữa nó rất tiền hơn. Kèm giá luôn mấy chị ơi. Ai có giá em Thương chốt nha. Không kèm giá em Thương khoảng xíu nậu mấy chị. Hàng sale em sale đại em đâu có nhớ giá đâu. Thì lên có đơn. Em không có nhớ giá nè. Mấy chị kèm giá nó giùm em nha. Ủa còn cái set kẹp nè không mà còn đưa lại mấy cái cặp tép kìa em. Ủa vậy hôm qua chị ấy có bỏ không đây. Đâu ạ. Chờ đợi xích cái bàn chứ nó bị rớt đồ như vậy. Không. Đặt cái tê rồi. Ok em, đầm đó một ít á. Ai yếm ai có giá em chốt đơn nha mấy chị. Yếm kèm giá thì em nha. Yếm 20 chị học hình nè, lỡ rồi nha. Giờ ai có giá em Thương chốt nha mấy chị. Lấy quần mèo trắng Thương đang mặc 48kg có đơn nè. Chị Yên đang in á. Em nghĩ nhận ra hay. Quần chị mặc chị xe bể lem. Rồi quần này em cũng xe đại cho mấy chị bể lem luôn. Quần này nó 89, nó 9 lem ngàn lận á mấy chị.
quần này nè là nó dài hơn cái quần Thương đang mặc nha, nó hơi dạng ngố hơn một xíu và nó có kèm nịt, nó có kèm nịt nha mấy chị, nó có kèm nịt, em xe luôn 79.000 cho mấy chị luôn nha, kèm nịt nha mấy chị, nó kèm một cái dây nịt. Mấy bữa Thương hay mặc á, áo mặc 59.000 chị, áo mặc em Thương còn 3 mèo, rồi để chốt cái mèo gì đó cho chị gì kia em, để có một chị chốt áo chị đang mặc đã chốt chưa? Em đâu có đường đâu, cái mạng chị bị gì vậy trời? Em cũng yếu quá. Nó đang bị lỗi mạng á. Để có một chị chốt cái áo em đang mặc cổ vuông màu hồng cho chị Trần Tiến. Cổ vuông màu hồng em. Quần mặc còn ép nè, quần mặc còn phải không em? Còn chị. Chốt cho cái chị gì đó ra chưa? Chưa. Mạng cái vậy đó, Quy Tiến Kim. Mạng chị không ra. Quần chị mặc còn một quần trắng xe ép. Rồi quần này, quần này em còn màu xanh này có kèm một cái đai nịt luôn nha mấy chị, em xem luôn 79. Thầu ơi đâu về tôi chưa mang mà rớt anh rớt xót luôn, xót luôn. Quần này em còn size L, quần này Thương còn size L mấy chị, S với L, bị cái gì đâu mà chán quá. Quần này em còn S với L nha mấy chị. Chị Vi Tính Kim lấy size S hả chị? Ừ, Vi Tính Kim lấy size S đúng chị đó. Áo Thương mặc 59.000, còn màu xanh màu hồng, còn màu xanh màu hồng với màu cam Thương đang mặc nha, 59.000 đẹp lắm. Mấy chị chốt hết cái áo đó, em đi mặc cái mẫu khác cho coi. Đây, còn ba con thôi mấy chị, lên nhanh luôn màu xanh này mấy chị, rồi màu hồng nè, phần mềm chốt đơn điên gan quá. Em mờ chứ ép chắc chặt hay cái này ép chị mày còn rộng mà bữa nay mày bị tụt mà bị lên xa lại rồi. Áo mặc còn ba mèo nha mấy chị, áo mặc em còn ba mèo. Chân váy hồi nãy mới đưa lên một mã chân váy rồi mấy chị. Quần nhung này mã chốt đơn cho em là mã kèm nịt đi, kèm nịt xanh. Em còn SL. Vô không được em ơi. Kèm nịt xanh SL. Kèm nịt kem. Quần này có kèm một cái đai nịt nữa nha mấy chị. Quần nịt kem L. Quần nịt kem L. 79.000, có kèm một cái đai nịt nữa nè. Quần nịt kem L. Bạn vô không được, không biết chốt đơn sao luôn á mấy chị ơi. Áo mặc thêm 8kg mặc vô tư chị, nó ôm mà. Còn mềm chốt đơn bị lỗi á. Rồi, kèm nịt M màu hồng. Kèm nịt M màu hồng luôn nha mấy chị. Kèm nịt M hồng. M hồng. Vô không được, không thấy gì luôn á. Thấy mấy chị yêu của tôi ra mà giờ không làm sao chốt, chờ xíu nó vô được mới chốt được. Giờ gì đẹp cho à, quần chị mặc bao nhiêu, lấy 20. Quần mặc còn không, quần đó size to. Quần chị mặc còn màu gì? Quần chị mặc còn màu trắng không em? Áo này đem 8 cái mặc vô tư, nó coi giãn mà. Size L quần chị đang cầm là cái mã nào chốt đúng mã em. Size S sao vừa. Đưa chân vé xem, L rộng, màu hồng. Cái áo mèo hồng cho Kiều Bùi cơ, mèo hồng cho Kiều Bùi, còn phần mềm vô không được chết. Kiều Bùi khách cũ. Quần chị mặc size S còn rộng không, còn chân vế dài xề còn à. Quần kèm nịt L 79 cho em, cho Thanh Ngọc Lê chết. Chị sao like cần không coi được, chờ em xíu nha mấy chị. Phần mềm chốt đơn lỗi nè, lỗi hoài, lỗi quỷ vậy trời. Tháng nộp nó mấy triệu bạc mà nó lỗi miết rồi trời. E bể mư mà không sợ chặt bụng dưới đâu. Sợ chặt bụng trên chứ. Kèm nịt L cho Thanh Ngọc Lê chưa? Quần nịt L chị Bích Hòn chốt mèo gì chứ? Mấy chị lên mèo giùm em đi mấy chị. Bích Hòn chưa chốt được đơn. Quần kem cho Thanh Ngọc Lê, mèo kem với mèo cốm. Thanh Ngọc Lê mèo kem với mèo cốm. Cái mặt đã xấu rồi, nó muốn hứng sát cái mặt vô rồi mấy chị ơi. Sáng mai liền muộn vậy, mặt tê tái luôn. Cái gì nữa he? Kem cốm chứ. Kem cốm cho chị Thanh Dung. Đào, kem nịt xanh cho chị Nguyễn Thị Thị Dung. Ra chưa? Nghe đơn Trần Tiến. Đơn Trần Tiến rồi, lo mày, lo mày mừng. Kem nịt mèo xanh cho chị Nguyễn Thị Dung, nêm lem ký, size L em, mèo xanh size L. Ghi đi. Quả không cầm bút lông vô ý ngừ, để cho tôi đẹp ngừ cũng ghi ý.
Hồi nãy chị đẹp cái tướng quá. Em ghi chứ. Lấy cái bút lông vô ghi rửa đi em. Ti te, giống cái thời mình mới bán thôi. Sát tới xíu mà mới chạy. Áo thường ra mặc là thun bô rip coi giãn 4 chiều thoải mái mới chạy. Bút lông đỏ cũng được em, bút lông đỏ đó nó cũng không có bị trôi mà. Chứ tụi em làm xem rồi bút bi rồi chốt đơn xem bỏ ở đâu. Đây nè, đây có cái bút bi xanh nè. Á hồng kiều bùi có đâu hả con? À em. Chị chốt cho em rồi á. Quên nhức đầu quá chứ. Thanh Ngọc Lê kiều bùi nhà lấy. Chờ chờ em một chiều khó chờ em xíu nha mấy chị. Chị Nguyễn thì thị Dung nè, không biết khách cũ hay khách mới nữa. Do cái làm thị mới đăng lên được cái thông tin. Nguyễn thị thị Dung. Còn áo thun nam nha, chờ xíu em sale nha mấy chị. Xem áo sơ mi phía sale đợi em xíu nha chị thấy. Quần kem size S bể lem cho Lê tạo. Kem bể lem size S. Có không? Ừ. Sẽ S chưa ai chốt mà. Có không? Có S không? Hồi nãy chị nhớ có một S mà. Đầu ra rồi nè. Áo chị đang mặc cho Nguyễn Thị Thị Dung luôn nè. Đó là chị đó, em bỏ chung dưới lại cái quần hồi nãy luôn. Bỏ cái phiếu lấy cái áo chị đang mặc. Áo đang mặc để chị cẩu ra. Ừ. Quần kem S còn không? Được rồi. Nè Nguyễn Thị Thị Dung bỏ vô nè. Áo xanh cho chị Mỹ Trang nè. Áo xanh Mỹ Trang còn áo màu xanh thôi. Chị thi áo khác. Em một cái trắng chị mặc còn không? Cái trắng chị đang mặc còn không? Có xanh chứ đâu có trắng rồi chị. Đây, quần trắng chị đang mặc còn không? Còn cái này. Còn S chị đang mặc có luôn chưa? S chị đang mặc có ai chốt chưa? Rồi Trang Hồ, Trang Hồ có đơn nha em. Áo chị mặc nè. Cho chị Dung á. Cái phần mềm chốt đơn nó bị lỗi cái nó hơi rối xíu nha mấy chị. Áo này cũng 59.000, em còn nhiều mèo nè mấy chị. Một chọc dịp nữ cho Trang Huỳnh. Áo này cũng 59.000, thương còn nhiều mèo nè mấy chị ơi. Áo này là bô rip ôm đẹp lắm nha mấy chị. Áo này 59.000, thương còn nhiều mèo. À cho coi chân vé đi bạn hả? Rồi thương đang like lộn xộn này, chờ em xíu nha mấy chị. Chờ em xíu. Quần tay treo tường là 119.000. Lên tiếp chân váy đi chị. Rồi ok em yêu. Rồi mã này thương còn mèo hồng size M nha. Trang Hồ quốc về hồng size M nữa em. Kèm lịch cũng đẹp lắm nè. Mèo hồng thương còn M nè. Mèo hồng thương còn M. Áo mặc chốt em mặc cổ cam 59k nha mấy chị. Cổ cam 59k. Rồi xanh em còn S nè. Xanh em còn S nè. Khách đợi xin hàng chị. Ai vậy? Nhưng mà khách nào vậy? Tên gì vậy anh? Lỡ rồi cho xem đây, nói yeah. Bữa xe đơn mình rồi. Khách tỉnh lưu ý là bên em không cho xem hàng nha mấy chị. Đồng ý để mua nha, để mất công nha. Rồi cái này quần màu xanh em còn S nha mấy chị. Quần xanh em còn S nè. Áo cam đem chiến cho Vi tính. Áo chị đang mặc à. Mẹ cổ chị để nè. À có lấy kem không? Còn kem thì lấy xanh cũng được. Lê Tạo em có đơn rồi. Không, Lê Tạo hình như để không có kem đúng không? Xanh S cho Lê Tạo nè. Xanh S cho Lê Tạo đây. Xanh giữa xanh nó còn S. Quần này kèm nịch nhớ bỏ nịch cho nhân em để quên nha. Quần này em còn size L nữa nha mấy chị. Mèo xanh thương còn size L nữa nha. Mèo xanh thương còn L nữa nè. Cho em hồng M cho em Trang Hồ nè. Quần hồng M cho Trang Hồ. Hồng M Trang Hồ. Ủa quần hồng có ai chốt rồi em? Quần hồng hồi nãy một chị kêu bùi. Vậy là hết rồi. Kêu bùi là cái áo mèo hồng. Em ghi te rồi mà. Chị in phiếu ra để em biết xác định khách á. Bỏ cái đó đây. Đào được chưa? Đào mấy cái để chưa xử được. Em để từ từ xử. Em xử là em cứ tập trung vô đó là nó rối á. Áo thương ra mặc thấy Thanh Thảo nha. Thấy Thanh Thảo. Áo em mặc còn mèo. Áo em mặc là mã cổ cam. Cổ cam là con chị chút em mất chưa? Dạ rồi chị. Rồi em còn cổ hồng nha mấy chị.
áo em đang mặc còn cổ hồng nè, 59 ngàn. Em còn cổ hồng, rồi em còn cổ đen. Em còn cổ hồng, em còn cổ đen nha. Rồi em còn cổ màu xanh nha mấy chị. Em còn cổ màu xanh. Áo em đang mặc cho mấy chị. Có quần riêng lê, quần riêng lê tôi đang về lại bà. Cổ da, bữa em chốt xếp bộ 149 tây đơn chưa chị? Chị Chi Nguyễn. Để chị coi 149 chị Nguyễn. Ai chốt mã cổ thương đang mặc lên đơn nha. Chị Chi Nguyễn thấy chưa đi đơn nè em. Chị Nguyễn chưa đi đơn nha. An Lão xếp mèo bò. Bữa qua em nào ông Trường không? Chưa đi đơn không? An Lão không chị? Ờ vậy bữa em gọi được. Rồi ai chốt lên đơn giùm em nha. Áo cổ thương đang mặc còn máy mèo nè. Cổ đen, cổ hồng với cổ đen cho chị à. Tiếng đường nè. Cổ hồng với cổ đen nè. Ở dưới còn em. Cổ da cho chị Trần Thu nè. Em còn cổ xanh, cổ cam nữa không? Cổ cam chị đang mặc nữa không? Dạ. Cổ cam em đang mặc nữa nha mấy chị. Cổ da thương hết, thương còn cổ xanh với lại cổ. Cổ xanh với lại cổ cam nha mấy chị. Thương hết cổ da ạ, thương hết cổ da. Em còn cổ xanh với lại cổ cam. Chị là chốt lên đơn giùm em nha. Em còn cổ xanh. Cổ da thương hết lắm mấy chị ơi. Qua thử còn sót mà cổ nha. Cổ đen hình như còn. Cổ đen còn nè em. Hả? Cổ đen còn quá trời nè. Cổ đen còn. Cổ đen còn nha mấy chị. Còn cổ đen với cổ xanh. Cổ cam cho Trang Lê. Cổ cam cho Trang Lê. Cổ cam Trang Lê. Cổ cam Trang Lê. Rồi đẹp lên tiếp cái chân váy rồi cho mấy chị nha. Áo đen cổ hết đẹp đấy mấy chị. Em mặc cái form áo ra trước cho mấy chị thấy form nha. Rồi thêm đếm đi. Len cổ hết đẹp đấy mấy chị yêu ơi. Này là len cổ hết mùa nào mặc cũng được hết cho em nha. Len này mặc đỉnh luôn. Len này em nói thật là mặc đỉnh luôn. Len này là mặc siêu đỉnh. Bỏ luôn trong ghế này. Len này mặc đẹp lắm nha mấy chị. Gọi là len cổ hến. Len này đang hot, hot dữ dằn luôn á. Con len thương đang mặc nhiều mèo nha. Len thương đang mặc nhiều mèo. Em còn cổ đen nha mấy chị. Thương còn cổ đen. Len thương mặc mấy chị thấy không? Thương mặc lên đẹp gái không mấy chị? Len này mặc sang lắm mấy chị ơi. Thương nói thật sự. Mà cái mùa nào mặc cũng được. Không phải nhất thiết là mùa đông nha mấy chị. Mùa nào mặc cũng được. Cái len thương đang mặc á, nhiều mèo lắm. Có phải mặc trước đang sale nữa không vậy đây? Này chuyên gia trước đang sale. Lật mặt quá. Len này mặc đẹp lắm. Quần trắng chị đang mặc hết đó rồi Trang Ly ơi. Bình thường em mặc size gì? Cái quần trắng chị đang mặc còn size L hả? Dạ. Cổ đen cho chị Hương Bùi. Quần trắng Hương đang mặc còn L nha mấy chị. Cổ đen cho Hương Bùi. Cổ đen cho Hương Bùi. Này, chân váy Hương đang mặc này mấy chị. Đẹp lắm. Ai chốt quên cô chân váy Hương đang mặc. Cái áo len Hương đang mặc gọi là len cổ hến. 89.000 một con, chị nó mua hai con có giá là 85.000 một con nha mấy chị. Len này đang hot dữ dằn và cái len này mấy chị mặc mùa nào cũng được hết trơn nha mấy chị. Về mặc nếu mấy chị cửa trả thương nha. Cái này mặc cực kỳ mát nha mấy chị. Mặc cực kỳ mát, đưa chân váy ngắn. Dạ ok chị, chân váy ngắn thì chị học hình hồi để đưa chị coi. Bình thường em mặc mờ chị hết mờ mất tiêu rồi. Đây đây chân váy ngắn để chị mới lên một lần đó. Đó đó. Chân váy ngắn mã chốt đơn là mã 081 nha mấy chị. Mã 081 đây nè. Ai chốt đơn mã 081 lên đơn giùm Thương là 081. Chân váy ngắn thì nó có quần trong hết giùm Thương nha. 081. Chân váy ngắn mã chốt đơn là 081 kèm size. Rồi mã chốt đơn của cái này toàn bộ là có quần trong hết nha mấy chị. Toàn bộ là có quần trong hết giùm em nha. Rồi mã này là chốt đơn cho em là mã 23. Mã này mã 23 Thương có đủ size luôn. Có mèo đen không em? Chân váy ngắn có mèo đen chạy chờ xíu em lên cho chị chốt nha. Rồi mã này mã 23 mấy chị kèm size giùm Thương nha mấy chị. Mã 23. Bình thường mình mặc size nào mình chốt size đó giùm Thương nha. Mã 23. Mã 23. Em lên nhanh chân váy nha mấy chị. Em lên nhanh chân váy nha. Mã 23. Đây mèo đen mấy chị yêu ơi. Mã này em hình như là em còn một size L với XL thôi mấy chị. Quần này em còn size XL nhưng mà L, XL đều mặc được. Cái chân váy này Thương mặc được luôn mà. Chân váy đen này nè. Chân váy đen này Thương mặc được luôn mà. Nên mấy chị M mà mấy chị M mặc hơi chặt chặt một xíu mấy chị mặc cái chân váy này cũng được nha.
chân váy này em thương mặc được luôn mà. Bình thường thương mặc S mà cái chân váy này nó hơi rộng một xíu, mấy chị mặc M, mấy chị mặc cũng được. Bình thường thương mặc S mà thương mặc cái chân váy này cũng được mà. Nên mấy chị nào mà M vừa xích xót mấy chị mặc cái chân váy này cũng được nha. Nè, chân váy này nè, đó, thương mặc cái eo nó rộng hơn một xíu. Chị nào chốt mờ mà vừa xích xót mà mấy chị mặc cái chân váy này cũng được á. Thương bình thường thương mặc S mà còn hơi rộng, mà cái này thương mặc cũng được nè. Đó. Rồi ai chốt cái chân váy đen này lên đơn giùm em nha. Cái chân váy đen này nè. Chân váy đen này mã chốt đơn là mã 882. 59.000 một chân váy. Chân váy em thương đang mặc có quần trong hết nha mấy chị. Chân váy thương đang mặc có quần trong nha. Rồi ai chốt cái mã 882 lên đơn nha. Đó chị học hình chân váy ngắn đen nè. Có sao cho chị á, chị mặc lờ nè. Rồi ai chốt mã chốt đơn là 882. 882 thì Phan Thúy nè. 882 Phan Thúy. Đây. Ai chốt mã sắp ly đẹp lắm mấy chị, nó có quần trong rồi hết giùm em nha. Có quần trong rồi luôn nha mấy chị. Rồi mã chốt đơn là 882 giùm em nha. Ai chốt đơn mã này lên đơn em mã 882. 882. 882 em Trang Ly nè. Ờ ờ 882 Trang Ly nè. 882 cho học hình nè. 882 học hình nè. Mã 882, ai chốt mã 882 lên đơn em nha mấy chị. Áo len cổ hến thương nhiều mèo lắm mấy chị ơi. Len cổ hến mèo đẹp đẹp chị không nè. Thì Dung có đơn. Em đẹp đây. Chị em chốt mã đó cho chị. Len cổ hến thương đang mặc nè mấy chị, nó có mèo vàng nè. Có dài tới gối và chờ xíu. Len cổ hến thương đang mặc nó có vàng nè mấy chị. Cái len này mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Mát nha. Rồi có mèo đen nè mấy chị. Rồi có mèo nè, mèo cuốn nè, đẹp chưa? Áo len thương đang mặc á. Có mèo nâu nè. Rồi có mèo xám nè. Mèo này kêu mèo lạ nè mấy chị. Mèo lạ chứ bây giờ thương chả biết mèo gì mà kêu nữa đó. Mèo lạ, mèo lạ nè. Với mèo kem nha mấy chị. Áo len cổ hến nhiều mèo. Len cổ hến đẹp lắm mấy chị, chắc mê luôn nha. Đây. Ai chốt len cổ hến lên mèo kèm giá cho em nha. Đây nè. Đó, mèo kem nha mấy chị. Mèo lạ nha. Rồi mèo vàng nha, mèo đen nha, mèo cốm nè, mèo nâu. Với lại mèo xám, với mèo đỏ thương đang mặc. Ai chốt len cổ hến lên đơn nha, gửi về Khánh Hòa. Ok em, chị sửa lại địa chỉ rồi. Mã 801 size L em, 801L cho chị học hình. 801L cho chị học hình. Rồi em còn một cái quần ring xịn, ring này hôm bữa là em la 100 mấy lần á mấy chị. Em còn một con mã 53 size M này, em xem mấy chị chín chọc luôn nha. 53 size M, lông cao hết nha mấy chị và đặc biệt co giãn nha. Mã 53 size M. Vậy là mặc được M chốt đơn chín chọc. Đơn em dồn, thì thương dồn đơn ngày hôm qua mấy chị. Đơn bên em có công chuyện mà thương cũng lặt vặt thương về thương like nè. Để cho mấy chị đủ đơn chứ để lỡ cỡ đơn của mấy chị á. Rồi chân váy này cũng siêu đẹp nè mấy chị. Chân váy này cũng đẹp lắm. Nó tự tựa giống cái chân quốc dân mà mấy bữa thương hay like á. Chân váy này đẹp chưa? Đó, ai chốt cái chân váy này lên đơn giùm em. Chân váy này mã chốt đơn là mã nút đi mấy chị. Lên đây mã nút. Mã nút em có S, M, L, XL. Mã nút giùm em nha. 53 là gì ta? À mã 53. 90 em ghi giá luôn. Mã 53 có quần ring á. Có quần đùi ring á. Rồi mã này lên em mã nút nha mấy chị. Chân váy này đẹp lắm. Ai chốt mã nút lên em mã nút nha. Mã nút. Mã nút luôn có size S, M, L, XL. Mã này hình như like shop chứ hôm qua không có thấy cái mã này nè. Mã nút giùm em nha. Mã nút đẹp lắm mấy chị. Chân váy có quần trong hết tình thương nha. Đẹp lắm. Rồi ai chốt chân váy nút kèm size 59.000 một chân váy nha mấy chị. Chân váy nút kèm size. Hồi nãy chị mới cầm một cái rơi chân váy kem dài qua gối, chị gác qua cho nó lạc rồi mất lên. Thành ra bị rớt xuống rồi. Ôm lên hết chị cầm đây. Đó, hồi nãy em bỏ qua cho chị nè. Hay là còn dưới đây? Không, chị nhớ có một cái mã chân váy kem. À không phải. Chị nhớ lộn chân váy kem của cái mã 081. Mã nút đẹp lắm mấy chị. Ai chốt mã nút lên đơn em mã nút nha. Rồi em có cái này nữa nè. Cái này là quần đùi giả váy. Đồng giá 59.000 nha. Cái này là đùi giả váy nha mấy chị. Đây nè. Đây là đùi giả váy giùm em nha. Quần đùi giả váy. Quần đùi giả váy xám. Mã chốt đơn cho em là mã 56.
56 em còn M XL. Mã 56 em còn M với XL. Mã 56 em còn M với XL. S nữa nha mấy chị. Mã 56 em còn S, M với XL. Quần đùi giả váy nha mấy chị. Mã 56 em còn S, M, XL. Rồi 56 đen em còn L, XL. Quần đùi giả váy nha. Chị này mặc được quần đùi giả váy lên đơn nè. Mã 56 đen em còn XL. Chốt cho em mã 56 đen XL 59.000. Rồi 56 xám, 56 đậm đi mấy chị, đậm đi. 56 đậm em còn đủ size quần đùi giả váy nha. 56 đậm em còn đủ size, nó là quần đùi nha mấy chị. 56 đậm em còn đủ size nè. Ai chốt mã 56 đậm lên em, mã 56 đậm. Thêm áo cổ đen. Ok Trang Ly, áo cổ để đầu lai chị mặc á. Áo cổ đen đầu lai á. Em còn một cái áo siêu xịn sò. Áo này vô mặc nịt lên em nói mấy chị nó đẹp lắm luôn á mấy chị nha. Mặc nịt lên là cái cổ nó đẹp chéo siêu đẹp luôn. Nè còn một shop đơn của chị Khánh Nguyễn nè. Mỹ đang mua đơn 300 mấy mà kêu ít quá đận ship, tôi mua một lần mua nhiều chứ không phải mua ít nè. Đây. Áo này đẹp lắm mấy chị, nịt lên nó cực kỳ sang. Cái teo của nó nè, em siêu đại cho mấy chị 80 tiễn dông luôn nè mấy chị. Đây. Áo này đẹp lắm, mấy bữa thương nịt nó sang cực kỳ luôn nha. Áo đen á, 56 mã XL, màu đen á, chắc màu đen á. Dạ alo. Lên xéo đặt lên cho chị cho một chút. Rồi được được rồi, chị đang có công việc xíu nha em. Rồi, 56 đậm cho Trần Túc. Rượu vang, bữa nay có rượu vang tiếp thị chị nữa, chị đâu có biết uống rượu đâu. Tôi không biết uống rượu. Rồi ai chốt cái này lên đơn nha mấy chị ơi. Cái áo đen này đẹp lắm, chị là tin tưởng em. Chân váy mặc là lưng kéo sao ơi. Lưng thun đây nè, mua chân bé đúng không? Bà lấy chân váy u mì đây. Mã 56 XL đen rào từ Nhật Việt có đơn rồi chị. Bà lấy chân váy u mì ra cho biết nè. Áo cổ đen boris thôi chị. Ừ, áo cổ đen boris hồi nãy chị nói là còn mã cổ đen với lại cổ ấy rồi đó. Bà lấy chân váy này nè sao? Lấy đây chiều tôi cầm xuống luôn, tôi quên cha nó không nhớ. Đây. Bữa qua cầm hai áo tôi để chị nhà em bỏ tôi quên mất. Cái này chân váy u mì xịn đét luôn rồi mấy chị. Cái này 40 cho tới cỡ tầm 50 mấy ký là mấy chị mặc được hết nha, cỡ tầm 55-56 ký á. Tại nó u mì nó co giãn á mấy chị. Chân váy u mì nè, cái chất u mì hàng loại 1 luôn dùm thương nha. Bên trong là có quần trong hết. Chị này chốt chân váy u mì. Chị này chốt chân váy u mì, quần dài bé ghi bản thun còn không? Còn chị Trâm Bảo, quần dài bé ghi bản thun em vẫn còn. Rồi ai chốt cái này lên đơn em chân váy u mì nha. Bé 35 ký mặc cũng được nha mấy chị. Tới size 55 ký. Có áo thun phôn vừa. Áo thun phôn vừa chị còn nhiều lắm. Hàng xéo tấm xéo á từ thật. Thun phôn vừa chị còn hàng xéo tấm xéo á. Nhiều lắm. Vừa hay ôm. Hết thảm yoga mắc chị Hướng Trang thì Kim ơi. Em hết thảm yoga mắc tiêu. Hết thảm, hết thảm. Hết thảm. Chân váy nào chị Kiều Hinh ơi, mấy chị chốt chân váy nào lên đơn giùm em nha. Con đen này dáng ôm nè mấy chị. Rồi còn cái chân váy này cũng đẹp hú hồn nè mấy chị. Ai chốt chân váy u mì lên đơn nha. Còn áo bodrip ôm nha em. Còn Chi An ơi, còn chuẩn bị chị lên nè, chờ xíu chị lên nha. Lấy S một cái u mì, lấy sao một cái u mì, ok. Trang váy u mì cho chị Kiều Hinh. Còn cái ướp Hương, hiện tại Hương hết cái ướp mất mấy chị ơi. Hương hết cái ướp mất tiêu à. Hiện tại Hương hết cái ướp. Quất cái xài đi. Trang váy u mì đã để ký. Ừ, S L vậy đó. Quất đi. Coi được không? Được, chờ chị xíu nha. Chị không biết phân biệt một trước một sale luôn đó kìa.
Ai dạ, mà còn lặt mặt nó không biết phân biệt trước. Rồi em lên cái chân váy em đang mặc này mấy chị. Chân váy em đang mặc đẹp lắm. Chân váy cho coi lại chân váy chị mới vô. Ok chờ xíu. Chân váy em đang mặc là chân váy mã 175 nha mấy chị. 175 hết size Trung Quốc size L. Thương mặc nó hơi rộng một xíu nên mấy chị mặc mờ, mấy chị mặc vừa cái chân váy Thương đang mặc á. Đó, chân váy Thương đang mặc dễ thương không mấy chị? Chân váy Thương đang mặc nha, mã chốt đơn là mã mã 175 nha mấy chị. 175 chân váy Thương đang mặc mã 175. Nói chung là eo mấy chị bẻ 4 đổ lại là mấy chị mặc vừa cái chân váy này nha. Chân váy này em còn L, em đang mặc L nè mấy chị. Em đang mặc L này nên mấy chị mặc M mấy chị cũng chốt được L giùm em nha. ML chị đang mặc chân váy Thương đang mặc ML chốt đơn. Chân váy mặc đẹp lắm mấy chị, 59.000 có quần trong nha. Cái này nó đẹp giả đẹp lắm. Ai chốt cái chân váy Thương đang mặc lên đơn nha mấy chị. Chân váy này em đang mặc chị là mặc ML chốt cùng size với em nè, có một size S nữa nè. Chân váy Thương đang mặc quần tay đen suông không em, còn hai quần mà nó lộn ở đâu em tìm không ra. Mã 175 nha mấy chị. Đây này coi coi giãn nữa, 175 nha. Áo Thương đang mặc đẹp lắm, áo Thương đang mặc chị Vương Linh. Áo Thương đang mặc còn nhiều mèo nha mấy chị, gọi là lên cổ hén á, Thương có đăng hình đó mấy chị ạ. À. Áo Thương đang mặc hip hip hop. Rồi chân váy em đang mặc mã 175 nha mấy chị. Chân váy đang mặc 175, chị là mặc cùng size với em lên đơn. Còn hai mã chân váy nữa em lên hết luôn rồi. Qua mẫu. Ủa chị nhớ cái chân váy kem còn nhiều size mà bé xong rồi chị like. Còn đủ size. Cái nào mà còn nhiều đủ size em đưa chị. Rồi mã 060. Ai chốt 060 size S lên đơn nha mấy chị. Đẹp quá. 060 size S. 060 size S. 060 size S. Rồi 070 cũng còn S luôn. 070 em cũng còn S luôn mấy chị. 070 cũng còn S luôn. Áo Thương đang mặc gọi là len cổ hén nha. Một bể nem size như chị đang mặc á. Áo em đang mặc là 89.000, chị nào mua hai con có giá là 85.000, có nhiều mèo lắm. Áo mặc thêm mấy chị nó sang giả mang luôn. Mà cái này mặc mát lắm nha mấy chị, không có phải nóng nha. Em Thương khẳng định luôn, mặc mát cực kỳ luôn nha. Ai chốt lên đơn nha. Mà em đang mặc một bảy năm chị Trần Trúc có đơn rồi nha. 175 Trần Trúc có đơn rồi. Ai chốt cái chân váy Thương đang mặc lên đơn nha mấy chị. Chân váy Thương đang mặc lên đơn. Chân váy Thương mặc đẹp nè mấy chị, mã chốt đơn là 175. Len cổ hến mèo kem chị Vương Linh có đơn rồi chị. Chị Vương Linh có đơn rồi nha. Rồi mã chốt đơn là 183. Ai chốt mã chốt đơn là 183. Còn size SM. 183 em còn SM nha mấy chị. Chân váy riêng co giãn luôn nè. 183 em còn SM. Mã 183 Thương còn SM nha. Chân váy riêng co giãn cực đẹp luôn. Mã 183 lên đơn em ạ. À. 183 lên đơn. 183. Một tấm ba. Rồi áo 060 hết 60kg mất hồ sữa ơi. 060 chỉ hết 60kg rồi. 060 là chân váy còn một size S này. Áo này đẹp lắm nè mấy trời. Combo rip dán ôm, form cả laptop lai bầu. Siêu dễ thương luôn nè. Rồi chị này chốt con này lên em mã trắng trơn nha. Trắng trơn. Ai chốt con này lên em mã trắng trơn nha mấy chị. Trắng trơn 59. Chân váy mặc M cho Nguyễn Hương. Lấy size như chị mặc L. Chị đang mặc L á Hương ơi. Cái này nó co giãn lên mặc L được nha. Rồi lên đơn em trắng trơn nha mấy chị. Cho mặc cái chân váy đơn giản chứ cái áo này cũng đẹp nữa. Trắng trơn 59 với chị Trang Lê. Trắng trơn 59 Trang Lê. Chị ngồi. Rồi cái này trắng rút giùm em mấy chị. Ai chốt trắng rút lên đơn em mặc trắng rút nha. Trắng rút đẹp lắm. Đây nè. Thấy chưa? Có rút hai bên nha. Rồi ai chốt trắng rút lên em mã trắng rút nha. 59.000 lên em mã trắng rút. Em còn trắng rút nè, da rút nè. Da rút.
trắng rút da rút giùm em nha. Đẹp không? Rồi cái này chốt em mã hồng rút. Hồng rút nha, hồng rút. Có cam rút nữa nè mấy chị. Cam rút nữa nè, 59.000 một áo giùm em nha. Con này thì mình rút hai bên. Rút dài, rút ngắn giùm mấy chị rút nha. Cam rút, trắng rút, hồng rút, cam rút. Rồi vàng cổ tim tay dài 59.000 nha mấy chị. Vàng cổ tim tay dài. Rồi áo này lên em áo cổ lọ nè. Chị nào mà dưỡng da mà cái áo này ba phê luôn mấy chị. Đây nè. Rồi chốt em mã lọ da nha. Ai chốt lọ da lên em mã lọ da. Cổ vuông thiệt đẹp nè mấy chị ơi. Cổ vuông da giùm em nha. Cổ vuông da. Ai chốt cổ vuông da. Vàng à, vàng cho chị Trang Ly. Áo này phong ôm chị yêu ơi, bao nhiêu ký cũng được, nhưng mà chị thích mặc ôm này chị chốt nha. Nó bô rít co giãn nha. Dáng này là dáng dài, còn hồi nãy là mấy cái kia là dáng ngắn nha mấy chị. Đây nè, dáng dài nè. Vuông da Trang Ly nè. Vuông da Trang Ly nè. Rồi con này xanh, xanh chữ giùm em nha mấy chị. Ai chốt xanh chữ lên em mã xanh chữ. Ai chốt xanh chữ lên em mã xanh chữ. Rồi đỏ chữ. Đỏ chữ. Đỏ chữ. Rồi nút xanh. Nút xanh giùm em à, nút xanh 59.000 nha mấy chị. Rồi nút hồng tay lỡ đẹp lắm nè mấy chị. Nút hồng tay lỡ bao đẹp luôn nè. Nút hồng tay lỡ nha. Rồi lên em mã nút hồng. Ai chốt nút hồng lên em mã nút hồng. Nút hồng. Hồng trơn. Ai chốt hồng trơn lên em mã hồng trơn nha. Ai chốt hồng trơn lên em mã hồng trơn. Hồng trơn. Rồi đây hồng nhạt mấy em nè. Hồng nhạt. Máy phun áo này mặc đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Hồng nhạt. Rồi em còn cổ cam nè. Ai chốt cổ cam lên em mã cổ cam nha. Cổ cam. Cổ cam hồng trơn cho dễ bình oi. Hết chân váy rồi em Mỹ Phước ơi. Hết chân váy size em rồi nha. Rồi chốt em mã cam chữ. Cam chữ nha mấy chị. Đỏ chữ cho chị Phương Ly. Đỏ chữ cho Phương Ly. Rồi cái này cam chữ. Cái này bô rít dáng ôm mặc đẹp lắm nè mấy chị. Cam chữ. Ai chốt cam chữ lên đơn em mã cam chữ nha. Cam chữ. Chị nào ú ú mà cái con vàng này nè mấy chị. Cái cổ thuyền á, nó đẹp. Vàng dài tay giùm em nha. Ai chốt vàng dài tay lên em mã vàng dài tay. Nó có trắng dài tay nữa nè. Trắng dài tay. Vàng dài tay, trắng dài tay. Vàng dài tay, trắng dài tay. Rồi đây trắng cổ tim. Trắng cổ tim. Cam cổ vuông trơn nó đẹp nè mấy chị ơi. Ai chốt con này lên đơn giùm em nha. Cam trơn. Chân váy dài em còn mèo kem mấy chị. Cam trơn. Còn cam chữ nữa nè. Đây là cờ lắc tốt nha mấy chị. Chốt em mã cam ngắn nha. Cái này là ngắn. Lên em mã cam ngắn là phun cờ lắc tốt. Trắng cổ tim cho chị Trang Lê. Trắng cổ tim cho Trang Lê. Mình rồi không? Rồi cái này chốt cho em mà cổ vuông trắng. Phun cờ lắc tốt tạo lên mấy chị. Cổ vuông trắng nha. Rồi lên em mã vàng ngắn. Vàng ngắn. Cam chữ cho Tuyền Thanh. Cam chữ mới vừa rồi ạ. Rồi vàng ngắn. Ai chốt vàng ngắn lên em mã vàng ngắn. Rồi da ngắn. Da ngắn nha mấy chị. Da ngắn. Da ngắn. Cam ngắn. Cam ngắn. Có đen ngắn nữa nè mấy chị. Đen ngắn. Đen ngắn. Đen ngắn. Chốt nhớ trừ đơn 20k để chị in cho Trần coi nhớ đi. Da ngắn cho Trang Ly. Cái đó chị mới in ra xí đi. Xí là đừng có bỏ vô đó mất công nó nhiều. Chị in để chồng mình thấy cái thông tin trừ 20k. Da ngắn hết chị Hương Bùi ơi. Da ngắn hết. Em còn cam ngắn. Rồi cái này xanh ngắn. Xanh ngắn nha mấy chị. Xanh ngắn. Xanh ngắn. Rồi cái này cam 2. Cam 2 giùm em ạ. Cam 2. Cam 2. Rồi trắng ngắn. Trắng ngắn. Rồi vàng ngắn. Vàng ngắn.
Rồi thun bô rip em còn mấy cái đó mới vậy. Xanh ngắn hương bùi, xanh ngắn hương bùi. Cái này đen đen dài nha mấy chị. Đen dài ở phía sau nó cũng có hình nha. Con đen dài này nè. Đen ngắn cho chị thẳng lên số điện thoại chị ơi. Rồi chốt cho em mã đen dài. Đen dài phía sau có hình luôn nha mấy chị. Đen dài phía sau có hình luôn nha. Đen dài phía sau có hình luôn nè. Còn một cái chân váy này ở đâu nó rớt lại hầu lâu mấy chị. Chị là có con nhỏ mấy chị chốt nha. 20 ngàn luôn. Chân váy đỏ 20 chị là có con ba mấy ký rồi mấy chị chốt nha. Chân váy đỏ 30. Đen ngắn chị Phương Ly, đen ngắn cho Hương Bùi. Đen ngắn cho Hương Bùi. Cầm mấy cuộn bỏ vô cái giỏ đỏ luôn nè em. Trắng ngắn ngọc gì? Trắng ngắn ngọc gì? Rồi em còn một cái quần xanh này nha mấy chị. Quần xanh này em có size S này. Cái quần xanh này em có size S mấy chị. Quần này hôm bữa em làm tới 95 ngàn luôn mấy chị. Xe luôn mấy chị 70 nha. Xanh size S. Xanh size S 70. Xanh size S 70. Chị là mặc vừa size S chốt đơn mấy chị. Quần mặc lên form đẹp lắm nha. Chúng bỏ ngược đi. À bỏ đúng rồi đó. Tới ai rồi? Chị Hương Bùi ra chưa? Hương Lê ra chị Hương Bùi đúng không chị? Ờ để chị yên lại Hương Bùi. Hương Lê có rồi không? Trắng ngắn ngọc diệp, chân váy đỏ 20 chị Nguyễn Thị Thùy Dung. Rồi cái này lên đơn giùm em nha mấy chị. 70. Con này em còn size S nha mấy chị, size S 70. Lên em S 70. S 70. À còn có quần ông Lê 119.000 này mấy chị. Quần này còn size gì em ơi. Quần này đẹp lắm nè, hôm bữa thương mặc á. Quần này mặc bao đẹp luôn nè. Quần này nó là dạng quần ung bì xịn nha mấy chị, dáng ôm ống lê nha. Quần này nè, hôm bữa em có mặc mẫu á. Rồi quần này 115.000. 119.000. Chốt em mã Lê 119 kèm size nha mấy chị. SML. Em còn SML nè mấy chị. Này là ôm lê đẹp lắm mấy chị, mặc lên dáng thôi y kiểu luôn mấy chị. Cái này nó co giãn thoải mái nữa nha. Nó là ung bì xịn á, 115.000. Em còn SML. 115.000 em thương còn SML nha. 115 em còn SML. Rồi quần trắng. Quần trắng thương còn hai con mấy chị, hai con size S hay sao á. Quần trắng thương còn 1S 1XL. Lê em M cho Trang Ly. 119. Kệ nó. Lê L cho Trang Ly. Rồi con này lên đơn em mấy chị. Con này em còn một xe luôn 60. Hàng này em la 89 lắm mấy chị. Con này em còn trắng 1S 1XL. Chốt cho em mã trắng S 60 hoặc là trắng L 60 nha mấy chị. Trắng S 60 hoặc là trắng L 60 nha. Trắng S 60 hoặc là trắng L 60. Trắng XL chứ. Con này em còn size S và size XL. Quần này mặc đẹp lắm mấy chị. Rồi trắng S hoặc là trắng XL 60. Quần này hào đồ em la 99 nè, sale luôn mấy chị, sale 9.000. Còn đúng một con màu xanh, size S 221 size S, xanh S nha mấy chị. Mặc form đẹp lắm, xanh S. Xanh S em còn một con nè, sale luôn mấy chị, sale 9.000 nè. Xanh S sale luôn, sale 9.000. Đưa mấy con ren, con lên rớt ra em ạ. Rồi chân váy này mẹ chốt đơn là 077 nha mấy chị. 077 em còn ML nè mấy chị. Chân váy này em còn mẹ chốt đơn là 077. 077 em còn ML nha mấy chị. Trắng còn XL chứ. Trắng XL 60 cho Ngọc Diệp. Bữa nay chị bị rớt lại size S nhiều lắm, mắc cười lắm, còn S không à. Xanh S hồi nãy chị nói bao nhiêu bể chọc không? Xanh S 70 cho Quanh Khang. Quần riêng chưa về tới nữa bà ơi. Quần riêng đẹp quá, bữa tôi về là không đủ. Mã này mã chốt đơn là 077 nha mấy chị. 077 em thương còn ML. 077 thương còn ML. Đẹp lắm. Rồi ai chốt mã 077 lên đơn nhìn thương nha. 077 thương còn ML nè. 59.000. Chân váy 59.000. 077 thương còn ML. Ai chốt đơn mã 077 còn ML. 077 còn ML. À
áo len của áo len tây phòng thương còn mèo đen nha mấy chị. Đó, còn con mèo đen không à, 95.000 luôn. Còn con mèo đen không nha mấy chị. Đẹp lắm, cái len tây phòng này nè, mặc bao đẹp luôn á. Ai chốt len tây phòng lên đơn em nha. Len tây phòng 75. Len tây phòng 75. Len tây phòng 75. Đơn quần em đi chưa? Đơn Mi Dĩnh hả? Nó gửi tin nhắn cho em chưa à? Nó gửi tin nhắn là đã đi đơn, đi rồi nha Mi Dĩnh. Bữa em chốt đơn nó sẽ gửi tin nhắn qua cho mấy chị á. À, qua thử chân váy kem còn sai gì. Chân váy kem dài qua gối nè mấy chị. Chân váy kem dài qua gối nè. Đẹp lắm. Đẹp chưa? SML chị. Rồi chân váy này em còn size SML, không bé bé L. Không bé bé này chứ mới bỏ xuống hết. Cái ri chân váy màu đen á. 077L cho An Nhiên. Rồi quần chân váy này đẹp chưa mấy chị ơi? Chân váy dài qua gối nè. Em còn mèo kem thôi. Mã này mã chốt đơn cho em là mã 067. Mã này chốt đơn em là 067 nha mấy chị. 067 đẹp chưa? Đó. Ai chốt đơn mã 067 lên đơn giùm em nha. Em còn đủ size SML. 067 em còn đủ size SML. 59.000 nha mấy chị. 067. 067 em còn đủ size SML. Hôm qua nó được cũng con quần nhung vô em mừng ghê gớm ăn rồi, không 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 phải size của em. Em cái lô lộn xộn. Nó có một cái quần nhung như vậy. Mừng ghê gớm mà ai ngờ không phải size của em, tiếp giảm ăn luôn. Vậy là mặc vừa có quần nhung chốt rồi mấy chị. Quần nhung mặc giả váy á. Size L này. Quần nhung này xịn nhiều tiền lắm mấy chị. Quần nhung chị là mặc size L chốt đơn, nó là quần đùi á mấy chị. Quần đùi giả váy nha, nó là quần đùi á. Nó là quần đùi giả váy á. Có một con quần nhung size L này mấy chị. Nó ở dưới chân váy nhung nè. Chắc nhung đẹp quá không? Bữa em thấy con mẫu kia nó đang nó bán. À nó là chân váy chứ không phải quần nha mấy chị. Chân váy có quần trong. Chân váy có quần trong. Bữa rộng mặc không được. Theo vậy bà mặc size nào bà chốt đi. Đã biết size mà sao không chốt luôn con quỷ. Biết size nào chốt lên luôn đi. Hồi bữa chốt size nào rộng bây giờ mình hạ size xuống. Quần nó còn một cửa mà. Không sớm em kem em mờ cho siêu phạm thị. Cho coi chân váy chị đang lên nửa cửa nè em. Chị đang lên nè. Rồi em có một cái chân váy nhung size L. Chân váy nhung size L 59.000 nha mấy chị. Chân váy nhung L 59.000. Rồi sót cái này size L nữa nè mấy chị. Nâu L. Ai chốt nâu L lên đơn em nâu L. Nó như mèo kem màu nẻ vậy đó. Nhưng mà nó là nâu nha. Nâu L. Vậy là mặc size L lên đơn em nha. 59.000. Nâu L. Ai chốt nâu L lên đơn. Trời ơi, em ghiền cái chân váy này luôn á mấy chị. Mà chỉ cái áo này đẹp lắm á mấy chị ha. Chân váy này nè. Chân váy này em còn S mấy chị. Mã 302 size S. 302 size S giùm em nha. 302 size S. Chân váy nhung xíu 2kg mặc vừa không. Xíu 2kg mà không được của chị. Size L xíu 2kg là chắc chặt á. Rồi cái này lên đơn em mấy chị. Mã 302 size M. 302 size M giùm em nha. 302 size M. Ủa qua lộn lộn, 302 size S. Lên mèo áo mặc hả? Áo mặc đủ mèo. Đưa mèo đỏ áo mặc kem. Áo mặc còn nhiêu mèo đây hay biết? 2, 4 xíu, bể 8 mèo hả? Chị nhớ nó tới mười mấy mèo rồi mà. Đủ mèo chưa em? Có 2, 16 mà chị chưa thấy. Mười mèo. Mèo đây chưa có nè. Áo mặc gọi là len cổ hến nha mấy chị. 89.000 một áo. Chị nào mua hai áo thì 85.000 một áo. Chị mèo nâu L. Không, bình thường em mặc size nào em chốt size nấy giùm chị đi. Nhiều khi xéo một ký mà bụng em to hay nhỏ. Bụng nhỏ em mặc được, bụng to em mặc không được. Size L thì eo tầm bẻ bẻ đó lại mấy chị. Rồi len cổ hến thương đang mặc đủ mèo nha mấy chị. Len cổ hến thương mặc đẹp ghê luôn mèo mấy chị. Mèo đây gọi là mèo xám giùm em nha. Không, mèo nu đi mấy chị. Mèo đây gọi là mèo nu nè. Đây là mèo nu nha mấy chị. Mèo nu nè.
này là mèo đỏ, áo thương đơn mặc cả nha. Rồi đây là mèo xám, này mèo nâu, mèo nâu nha mấy chị, mèo cốm, áo len thương mặc đẹp lắm. Mèo đen, len cổ hến đang hót giả mang luôn. Mèo vàng, với lại mèo lạ nha mấy chị, với lại mèo lạ, mèo lạ với lại mèo kem thương đơn mặc nữa. Mèo kem thương mặc hình như còn một bản mèo chưa có đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mèo mà đây chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thiếu có mèo nào vậy ta? Mèo xanh, mèo xanh, mèo xanh đây. Mèo xanh nó chưa có. Rồi lên cổ hến chị nó chốt lên đơn giùm em nha. Có áo sơ mi phía sau đi thương hả? Rồi ok chị, em cởi cái áo ra để em phối mấy cái áo sơ mi phía sau cho chị nha. Áo len cổ hến này em có màu xanh nữa nha mấy chị. Len chờ em một xíu chị thấy. Len cổ hến này em có màu xanh nữa nè mấy chị, màu xanh đẹp nữa nè. Hôm qua giờ quên bung cái màu xanh này. Đó. Rồi ai chốt len cổ hến lên đơn. Chắc len đẹp lắm mấy chị. Len này nè, mấy chị mặc cực kỳ mát nha, không có nắng nha mấy chị. Nè, đẹp lắm. Rồi ai chốt lên đơn giùm em nha. Len có màu xanh nữa nè. Trang váy nâu L hả? Hay là trang váy nâu gì Nguyễn Khang ơi. Kèm size lên mấy chị, kèm size lên giùm em nha. Mấy chị tự chốt size giùm em nha. Mình mặc size nào mấy chị chốt size nấy giùm Thương nha mấy chị. Bình thường mình mặc đồ size nào á, lên đơn giùm em. Không ai mặc size S hết rồi. 300 em Thương có S nè. 300 Thương có S nha mấy chị. 300 có S. Rồi còn một cái quần ngố size M, LL. Em còn một ngố size L 59.000. Ngố L. Chân váy hồng mã 066M. 066M mấy chị. 066M. Dài qua gối nha mấy chị. 066M. Này đẹp khang này. Rồi con này size 30-31 là tương đương với size L, L với XL mấy chị. Rồi mã này chốt em mã khuy luôn đi. Mã khuy qua gối nha mấy chị. Mã khuy nè. Ai chốt mã khuy lên em mã khuy nha. Mã khuy. Mẹ nu á, mẹ nu cho Lê Thảo. Không, mẹ nu rồi mẹ đó. Rồi mã 10. Mã 10 em còn LXL. Rồi nó đẹp nè mấy chị. Mã 10 em còn LXL. Ngố L Lê Hinh. Ngố L Lê Hinh. Rồi một cái ngố trắng size M. Ngố trắng L M. Ngố trắng LM. Ngố trắng LM. Rồi ngố đen L. Ngố đen L. Chị nhớ mấy cái ngố này hôm qua con bí ấy nó chốt mà em bắt thiếu không? Nó chốt hai cái mà. Chị lên áo thun rồi em. Ngố đen á. Mã khuy cho Nguyễn Trang. Nâu ép cho Nguyễn Khang. Nâu ép. Nâu có ép không em? Nâu xanh mây. Mày nâu trước cũng nâu có S không? Nâu xe L không? Đâu có S đâu ta? Nâu S là có mèo kem kia nè. Chứ đâu có mèo nâu. Khuy là mẹ đây chị. Khuy là quần mèo đen có khuy á. Rồi chân váy trắng. Lên cho em nhân váy trắng nha. Chân váy trắng em có S. Rồi em có ngô đen. Hôm qua có hai con ngô đen nhớ yên hè là chốt hết rồi mà ta. Biết sĩ á chị. Lê Quỳnh như gì đó, cái tên thì biết là gì đó. Kian, Kian á. Ok Lê Thảo nè, mai gọi đơn. Rồi em lên mấy cái sơ mi phía sau nha. Để em mặc mẫu rồi em like thứ khác nha mấy chị nha. Em mặc mẫu thôi rồi em vô bản mèo áo cho nó dễ. Quần tay phía sau 119.000, chạy trăm vé 39. Em kêu gửi 3 cái, sau gửi có 2 cái vậy. Hết sai hay sao vậy? Cứ làm đơn Nam Thư. Liễu hay em? Nhảy cho mày cái vé không? Có chân chân váy đang mặc còn. Chân váy đang mặc còn. Đưa quần đen chị mặc.
Sơ mi trắng phía sau nha mấy chị. Để lấy cái quần tây mà chưa cái sơ mi trắng cho mấy chị chốt quần tây luôn. Cái chân váy thương ra mặt còn nha mấy chị, chân váy thương ra mặt còn. Quần phòng thương sót một con ép này mấy chị. Phòng đẹp không? Quần phòng thương sót một con ép, sơ mi thương mặc ở phía sau nè 99.000. Vé chị đang mặc nem 19.000, chân váy chị đang mặc nem 9.000. Để em lấy cái quần tây em mặc chi cái áo này cho mấy chị chốt quần tây luôn nha. Quần phòng thương mặc còn một con xe S xe luôn mấy chị à. 80 nha. Mấy chị không mặc không mặc. Quần phòng em còn một con xe S 80. Áo vàng ngắn còn. Áo vàng ngắn chị Hương Bùi có đơn. Vàng ngắn là mẫu gì chị? Áo thun mùa lễ vô hít á, áo vàng ngắn chú mặc em á. Thác nước chị bé bí vô lấy chị à. Ly nước chị bé vàng ngắn này không chị? Ừ. Quần tây nó là dáng baggy nha mấy chị. Em có chân vé không? Sao chị tìm cái nâu xe S không ra, có cái bò để được không em? Chứ cái nâu chị kiếm không ra. Cái nâu không có xe S. Cái nâu không có xe S. Em còn mấy bộ thun 8 xeo 8 hàng quên 31 nem 8 hàng xịn nè mấy chị, em xeo luôn nha. Một cái chân váy eo 78 để coi thử còn sai không. Lấy cái mèo đây được không em, chứ cái mèo kia đâu có nu rồi sao ép đâu ta. Có mèo kem mày chứ mèo nâu không có ép, có mèo bò nữa nè, mèo bò ép có. Đầu quần tây thương mặc mã chốt đơn là 839, áo thương mặc 99.000, có mấy mèo treo ở phía sau. Áo tắm dơi cánh dơi hai túi thì vẫn còn luôn nha. Cánh dơi hai túi à không, cánh dơi hai túi hết, chỉ còn cánh dơi một túi, còn cánh dơi một túi, em còn cánh dơi một túi, em còn trắng với đen nha mấy chị. Cánh dơi một túi em còn trắng đen. Rồi cái áo thương đông mặc là 99.000, áo này 89 nha mấy chị. Áo thương mặc có mấy mèo thương treo ở phía sau á. Đẹp lắm mấy chị. Áo mặc à. Chị có tìm đủ mã em chưa? Chị chưa kịp tìm luôn á nha Lê ơi. Chị nói với công chuyện về tới nơi cái chị like luôn mới chưa tìm được. Quần thương đang mặc là form quần chiến tắc nha mấy chị. Nè, form quần bữa nay là họ mê form baggy dáng chiến tắc như thế này hết nha. Quần thương đang mặc nè. Rồi áo nè mấy chị. Áo thương mặc đủ mèo. Áo thương mặc đây nha. Quần thương đang mặc có 3 mèo, mã chốt đơn là 839 nha mấy chị. Áo mặc em có màu xanh nè. Áo mặc em có xanh, có hồng. Áo em mặc có xanh, có hồng nè. Rồi có cốm nè. Có cốm nè. Có cam nè. Rồi ai chốt áo mặc lên đơn nha mấy chị. Có trắng thương đang mặc nữa nha. Ai chốt áo mặc lên đơn, đẹp chưa? 99 nha. Ai chốt lên đơn nha. Cam, cốm, hồng, xanh. Rồi 99.000 một áo, ai chốt lên đơn. Rồi mã quần thương đang mặc là mã 839. 839 em có nâu, có xám, với lại có đen thương đang mặc nha mấy chị. 119 nha, một quần không có đủ size. Đẹp size quần tây đi chị, rào để chị ghim cho. Để chị ghim quần tây cho nha. Mã 839 lên đơn nha mấy chị. Phong quần là baggy chiến tắc nha. Chờ thương ghim cái size quần tây. Sao hay ra dễ quá à. Quần tay thương có size S, M, L, XL nha mấy chị. Thương ghim cái eo nè. Mấy chị chốt theo cái eo đó giùm thương nha. Chốt theo cái eo đó giùm thương nha mấy chị. Rồi em còn mấy bộ 3158.
chốt theo cái eo đó giùm Thương mấy chị. Em còn mấy bộ 3158 em xe luôn nha mấy chị nha. Hàng này xịn lắm mấy chị, hàng này hàng đắt tiền mà. Xe luôn 89.000 một bộ nha. Chị là chốt 3158 mặc thì lên đơn. Bộ thun cốt tông khô á. Bộ này đang hot nên còn cỡ tầm chục bộ nữa là hết luôn á mấy chị. Sale hết lô luôn. Rồi ai chốt bộ này lên em bộ riêu. Chị nào mà mặc bộ này rồi là biết nè. Ai chốt bộ riêu lên đơn em bộ riêu nha mấy chị. Nè 60-62kg quay đầu giùm em nha. Ai chốt bộ riêu lên em bộ riêu. Bao đẹp luôn nè. Đó. Ai chốt bộ mèo riêu lên em bộ riêu. Bộ này là hàng thun xịn. Hàng thun 3158 nha mấy chị. 99.000 một bộ nè. Có chỗ la tao 100 mấy luôn á. Rồi ai chốt lên đơn bộ riêu. Bộ riêu 89. Bộ riêu 89. Rồi bộ này là riêu chữ giùm em nha. Riêu chữ. Riêu chữ 89. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Hàng thun cốt tông khô 3158 siêu hot nha. Đó, form này 60kg quay đầu giùm em nha mấy chị. Chị là 62kg có giá một xíu. Rồi bộ này riêu chữ giùm em nè. Riêu chữ. Rồi vàng chữ. Quần nó nhơ nheo, em lên áo thôi cho nó nhanh nha mấy chị. Vàng chữ. Ai chốt vàng chữ lên em vàng chữ. Mã tay Thương Đông Mạc là mã 839 kèm mèo kèm sa nha mấy chị. Em có mèo. Em có hai mèo thương treo ở phía sau nữa. Quần một quần tay nâu L cho Nguyễn Trang nè. Mã 839. Rồi lên em đỏ đô. Ai chốt đỏ đô 89.000 lên em đỏ đô nguyên bộ nha mấy chị. Hàng này hàng 3158 thun cốt tông khô này mấy chị. Đẹp lắm. Rồi em sale luôn 89.000 một bộ nha. Đây, ai chốt lên đơn. Em có chân váy lúc nẻ không? Thấy Trang có hai mã mà không biết là thứ gì. Thêm một áo cổ hến mèo vàng cho Lê Thảo. Áo sơ mi hồng cánh dơi ngồi sale 89.000 á chị Thúy ơi. Sơ mi hồng ngồi sale 89.000 nha chị. Sơ mi hồng ngồi sale 89.000. Rồi bộ đen chữ. Ai chốt bộ đen chữ lên đơn em bộ đen chữ nha. Đen chữ. Đen chữ 89. Rồi bộ này bộ nổi riêu. Hoặc là bộ dập riêu cũng được mấy chị. Dập nổi đẹp lắm. Rồi ai chốt bộ dập riêu lên em bộ dập riêu nha. Dập riêu. Dập riêu. Rồi dập 2 đi. Lên em mã dập 2. Một áo hồng 89 cho chị Phan Thúy. Ở dưới con nguyên. Áo hồng tê đai á. Rồi cái này lên em là mã riêu 2 nha mấy chị. Riêu 2. Riêu 2. Riêu 2. Em có dập đen nữa nè mấy chị. Một quần đen đang mặc size XL chị Khải Duy Huy. Khải Huy lên em số điện thoại nha chị. Chị Khải Huy lên Thương số điện thoại nha. Khải Huy. Rồi ai chốt bộ đen lên em bộ đen nha mấy chị. Bộ đen nó dập nổi đẹp lắm nè. Đó. Ai chốt bộ đen lên em bộ đen 89 nha. Bộ đen. Rồi ai chốt em bộ đỏ chữ. Ok chị Khải Huy nè. Rồi cái này lên em mã đỏ chữ nha mấy chị. Đỏ chữ. Đỏ chữ. Đỏ chữ. Đen nè. Rồi hồng chữ. Đỏ chữ, hồng chữ. Em thêm một chân váy mèo bò lúc nãy chị mặc size L. Ok Nguyễn Trang. Rồi đây chốt bộ hồng nhạt. Hồng nhạt, bộ 3158 em còn mấy bộ nữa là hết á mấy chị. Ai chốt áo trắng Thương Đông Mặc lên đơn nha. Áo trắng Thương Đông Mặc 99.000 lên đơn. Trắng 99 lên đơn. Còn một mã chân váy đỉnh này nữa nè. Mã này em còn mờ. Mã này em còn mờ. Mã chân váy này em còn size mờ thôi mấy chị. Chân váy này em Hương còn mờ. Chốt em mã xăm. Vậy là mặc SM lên đơn nha. Chân váy này mã xăm. Vậy là mặc size S, size M lên đơn nè. Vậy là mặc chốt em mã xăm. Em còn size M thôi. Nhưng mà mấy chị size S mặc cũng được nha. Vậy là mặc size S, size M lên đơn em mã xăm. Mã xăm kèm size. Lên em mã xanh kèm sai. Xanh kèm sai. Xanh kèm sai. Chị có cái gì để cắt chung chỗ đây cho nó khỏi cục cái đây. Cái ghế nào cơ tập tục tập bọ. Tập tục tập bọ. Hồi bữa chị nó hỏi cái máy quạt sạc pin cho bé ra. Đây nè. Còn cái này
chị thở thôi mất. Còn một cái áo cổ vuông này mấy chị đẹp lắm nè. Cổ vuông xanh giống như con cổ vuông cam mà để thương mặt á, 59 nha. Ai chốt cổ vuông xanh 59 lên đơn cổ vuông xanh 59 nha. Cổ vuông xanh 59. Cổ vuông xanh 59. Sao hay ra dễ quá. Rồi em còn một con áo kem len. Xe luôn mấy chị 35.000. Đây là kem len nha mấy chị. Kem. Ai chốt kem ba len lên em. Cái xanh size S luôn đi. Ok nghe Lê. Cái này nè, cái xanh vừa rồi á. MS mặc được á. Cho chị mé quạt em hả? Dạ. Em chưa tìm ra cái dây sạc đó chứ. Để mai em bỏ vô em tìm cái dây sạc. Còn cái máy quạt đây mà tìm từ ra dây sạc. Cái quạt chỉ có mi quạt hình tròn rồi xanh lá cây. Còn ấm này cho mấy kiểu như thế. Rồi ai chốt lên đơn cái áo kem này lên mấy chị. Mặt co giãn thoải mái sướng lắm. Hàng lên đẹp nha mấy chị. Rồi xe luôn 35. Xe luôn 35 mấy chị. Lên 35. Lên 35. Chị này mặc con body này không mình em má tặng luôn nè. Body này mặc tậu luôn nha mấy chị. Body này là mặc rớp vai nè. Không mình em má tặng luôn. Không mình em má tặng. Body rớp vai á. Rồi ai chốt con đầm xanh này đẹp chưa? Con đầm xanh này xe S. Chị này chốt đưa em 79.000. Đẹp lắm mấy chị cái đầm xanh này. Nè. Đẹp không? Nghiêm. Ừ. Sao mấy ái xem chưa? Quả chứ sao kêu hề ái xem rồi gì? Quả thế. Dạ mà sao hầu nó kêu hề khâu xem rồi gì? Hả? Ủa vậy hả? Hả? Thì để đem đồ lên phải không? Để chút chị về nhớ chị gọi lấy gì rồi chị lấy. Có áo trắng ngẹp nha chị Hương, chị lấy không? Trắng ngẹp 79.000. Còn áo trắng ngẹp. Còn áo trắng ngẹp em lấy không? Trắng ngẹp đẹp lắm nè. 79.000 em lấy thì chốt đơn nha. Trắng ngẹp 79. Áo trắng này nói mấy vậy là siêu đẹp, siêu dễ thương luôn mấy vậy. Mình mặc được, học sinh mặc được luôn giùm em nha. Ai chốt trắng ngẹp lên em mà trắng ngẹp 79.000. Đây. Rồi trắng ngẹp 79 nha mấy chị. Ai chốt trắng ngẹp 79 lên đơn. Nè. Trắng ngẹp 79. Đẹp quá rồi, đẹp luôn mấy chị cái cổ nè. Cổ đẹp không? Trắng ngẹp 79 ai chốt lên đơn nha. Rồi đầm hoa size S đẹp lắm nè mấy chị ơi. Ai chốt đầm hoa size S lên đơn nè. Đầm hoa size S. Đầm hoa size S sale 9.000 luôn mấy chị. 79.000 cho quên. Rồi em còn một cái đầm đỏ. Đầm đỏ thì mặc chị là mặc đẹp lắm đó mấy chị. Mấy bữa em cũng có để làm con màu đen á. Mặc cổ đếp chéo mà cổ này đang hot dữ lắm nè. Đó. Rồi ok trắng ngẹp 79 cho Hương Nguyễn. Con này đẹp lắm. Ờ sao Hương Nguyễn cái đơn hàng kia chị chưa thấy chưa phát được ta. Đơn hàng sale 300 mấy ngàn á. Nó có gọi em không? Rồi em có một cái đầm đỏ này sale luôn mấy chị 50. Quần chị mặc chắc lụa, gọi là lụa tay chắc mới nhất hiện giờ luôn á chị. Quần thương này mặc là 119.000 nha. Gọi là chắc mới nhất hiện giờ luôn á, má ơi. Quần thương này mặc là 119.000, còn hai mèo lại nữa nha. Mã chốt đơn là 839 nha. Mã chốt đơn là 839 đây. Đó. Ai chốt cái quần này lên đơn. Mã chốt đơn là 839. Còn ba mèo nha mấy chị. Đen xám. Đen xám và bò. Đen xám bò. Ai chốt lên đơn.
Ờ mà chị thấy hồi sáng em có kiểm tra mấy cái đơn hàng không? Bưu điện á hả? À, chị Thu Thủy thì chị kêu là không phải điện thoại lụm chờ nhận. điện thoại lụm mít. Còn chị kia thì chị kêu chị nhận hàng rau. Chị gì? Đây, đành đỏ 50 nè. Ờ, và chị thấy nó nhập trạng thái không phát được là cái gì á. Đành đỏ 50 giùm em nha mấy chị, còn hai con nè. Đành đỏ cổ đích chéo đẹp lắm. Chị chỉ kêu là để chị ra bưu điện với con thử chứ chị không có thấy ai gọi. Đầu chị kêu chị à, chắc chị Hương á không? Không thấy ai gọi luôn. Còn một chị thì nhận rau. Để chút chị nhắn cho bưu điện. Rồi em còn một cái đầm body đỏ tay lửa. Chị đầm mặc size S lên đơn rồi mấy chị. Đầm này đẹp lắm. Đây. Đầm này siêu đẹp luôn. Đó. Rồi ai chốt cái body đỏ này lên đơn nha mấy chị, size S. Body đỏ này sale luôn mấy chị 50. Còn mấy con đầm lĩ tỉ. Body đỏ sale luôn 50 mấy chị. Còn một cái đầm này mèo hồng. Đầm hồng này đẹp nè. Ai chốt cái đầm hồng này lên đơn giùm em. Đầm hồng là siêu dễ thương này mấy chị, sale luôn mấy chị 80 nha. Cho con đầm hồng này chị nên mặc size S, size M lên đơn rồi mấy chị. Eo cỡ tầm 72 đổ lại. Đẹp chưa? Rồi ai chốt đầm hồng lên đơn em đầm hồng 80 luôn nha. Đầm hồng 80. Em còn một cái yếm đen, chị đã mặc đưa em 30 về mình tự phối nha. Cái yếm nha mấy chị, yếm mặc tậu lắm. Về tự phối cái yếm 30 này đẹp lắm, 55kg quay đầu. Yếm 30. Ai chốt yếm 30 lên đơn. Yếm 30. Rồi cái đỏ. Đầm đỏ mặc tậu lắm. Rồi ai chốt đỏ 79 lên em, mà đỏ 79 con này mấy chị có thể mặc trễ vai hoặc là mặc lên vai đều được nha mấy chị. Đầm đỏ này nè, bao đẹp luôn. Đầm đỏ 79. Một con zoom size S. Ai chốt một con zoom size S lên đơn nha. Nè, zoom size S. Con zoom này đẹp lắm mấy chị. Zoom size S nè. Zoom size S này em sale luôn mấy chị 50. Cái này em sale thí luôn mấy chị. Giá em nhập không có đó đâu. Giá em nhập bằng bộ em la toàn là trăm mấy được không á. Trăm mấy không ạ. Thường bỏ vô biết bây giờ không mua đi. Không mua đây thì nữa hả? Phạm Hồng Danh. Rồi còn mấy con áo. Mấy con áo thun hôm bữa em live bom mấy chị chốt quá trời luôn. Giờ còn lại này mấy chị. Mấy áo thun này đẹp lắm. Chốt em mã mã này mã hồng nhạt 45.000 nha. Đầm đen 30. Cái yếm á. 30 liếng lê ở đâu vậy? Cố gắng mua đủ đơn nha mấy chị. Mua một hai cái xả ra tàu em chán chết luôn á. Chờ em thoát ra em vô lại nha mấy chị.